tự chạy thì Ross là không phụ thuộc vào bất kỳ ai, không phụ thuộc bất kỳ bố con thằng nào, chỉ phụ thuộc vào Facebook, Google. Bạn tự chạy thì bạn sẽ hiểu thị trường, hiểu thị trường thì từ đó bạn chủ động bạn phân bổ và tối ưu ngân sách hơn. Chẳng hạn như bây giờ bạn đang bật cái thằng Ford Everest bạn chạy, nhưng bạn thấy chết cha rồi, bây giờ trong kho sếp mới báo còn có 2 chiếc, chạy khỉ gì nữa, dừng liền, bạn không chạy nữa, chuyển qua chạy thằng khác, mặc dù mới chạy chiến dịch có 3 ngày đó, chuyển qua chạy dòng khác đó. Nhưng mà đối với dịch vụ thì bạn đâu làm vậy được, đúng không? Bạn đang chạy có mấy ngày xong bạn đổi dòng khác thì một là không được, còn hai là bạn được, nhưng mà bạn phải bù thêm cái công người ta lên chiến dịch khác cho bạn chứ, ít nhất là công viết bài chứ đó, nên nó khó. Thì bạn tự chạy mình sẽ điều chỉnh hơn hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Rồi tự chạy thì sẽ có cái ưu điểm là tối đa được 100% ngân sách, vì bạn không có phải trả cái phần trăm thù lao nữa hết. Cái thù lao đó 1 tháng 1 triệu đó, bạn bù qua cho cái ngân sách của bạn luôn, là bạn có thêm 1 triệu. Cuối livestream ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một phần quà cực kỳ hấp dẫn dành cho các bạn xem tới cuối ha, xem tới cuối ha. Phần quà chỉ dành cho các bạn hôm nay thôi đó, cho nên các bạn chú ý vào xem. Rồi cảm ơn mọi người nhé, âm thanh hình ảnh tốt. Còn khoảng 3 phút nữa ha mọi người, tới 8:52 mình sẽ livestream, mình sẽ bắt đầu vô chủ đề chính ha. Đối với anh em vô sớm thì bây giờ mình sẽ mở một cái agenda đấy. Đây, hôm nay là nội dung của chúng ta sẽ nói về những chủ đề này nè. Đó. 4 chủ đề ha các bạn. Chào hỏi làm quen, thanh trình bày và hỏi đáp, quà tặng. Đó. Anh em cứ thoải mái giao lưu, coi như buổi tối thứ năm vui vẻ ha. Chủ đề ngày hôm nay đó là xe ô tô thì nên thuê chạy dịch vụ quảng cáo hay là nên tự chạy. Thật ra câu hỏi này á, nhiều bạn đã có đáp án luôn rồi đó, còn nhiều bạn thì vẫn còn lăn tăn đó, còn nhiều bạn thì đang thuê xong rồi bây giờ lại có ý định chuyển sang chạy dịch vụ, còn nhiều bạn đang chạy dịch vụ bây giờ, ủa nhiều bạn đang thuê bây giờ lại muốn tự chạy, xong rồi nhiều bạn tự chạy bây giờ lại muốn đi thuê, đó rất là loại. Thì hôm nay Thanh sẽ giúp các bạn giải quyết vấn đề đó một cách khoa học logic dựa trên kinh nghiệm của Thanh, một người cũng có ok cũng có vài năm kinh nghiệm đi làm ha, nhưng mà cũng kinh qua một số việc. Và cái kiểu của Thanh á, là kiểu ra một cái quyết định bằng cái tính logic, bằng cái tính logic, tức là Thanh ra một quyết định Thanh phải biết chắc là cái quyết định của mình nó có đúng hay không, và Thanh có tự tin vào quyết định đó không đó. Thì Thanh nghĩ cái kỹ năng ra quyết định nó cũng là một dạng kỹ năng đó, và mình may mắn mình có dịp mình học được. Thì hôm nay sẽ chia sẻ cho các bạn một vài cái, không phải một vài mà chính xác là 2 công cụ để các bạn ra quyết định đúng đắn, sau đó bồi thêm cho các bạn cái việc mà như vậy thì làm sao mình dần với rốt cuộc là thuê hay chạy ha. Đó là nội dung ngày hôm nay. Bây giờ mọi người đã vào đông đủ rồi thì các bạn đã sẵn sàng cho nội dung của ngày hôm nay chưa? Bạn nào đã sẵn sàng rồi, các bạn bấm giùm Thanh chữ yes nha, yes, bấm giùm Thanh chữ yes nếu các bạn đã sẵn sàng nha. Thanh thì một chữ yes to đùng luôn, yes đó. Còn bạn sẵn sàng chưa? Các bạn yes một phát nào. Ok, tương tác vô các bạn sẵn sàng chưa? Rồi, cảm ơn Bảo Trần, cảm ơn Việt Trung Hoàng, cảm ơn Châu Sa, cảm ơn Nguyễn Hoàng Khương, cảm ơn Phạm Phạm Tuấn, cảm ơn Hoàng Long, cảm ơn Nguyễn Hiền, cảm ơn Anthony Nguyễn, một số gương mặt thân quen từ livestream về trước, cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhé. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu nội dung ngày hôm nay. Rồi, cái câu đầu tiên là cái câu mà Thanh muốn hỏi các bạn trước, đó là đã làm sale bao lâu rồi ha. Ở đây các bạn đã làm sale bao lâu rồi các bạn, thì các bạn có thể bình luận vào nhé. Chúng ta có khoảng 1 phút để bình luận. Các bạn bình luận bên dưới theo như cái đáp án Thanh ghi. Bạn chọn A nếu mà bạn kinh nghiệm của bạn là dưới 3 tháng. Bạn chọn B nếu kinh nghiệm của bạn là từ 3 tháng tới 1 năm. Bạn chọn C nếu kinh nghiệm của bạn từ 1 năm tới 2 năm, và bạn chọn D nếu kinh nghiệm của bạn trên 2 năm. Bạn chọn A, B, C hay D các bạn? A, B, C hay D? Một số bạn thì Thanh đã hỏi rồi, Thanh nhớ luôn trong đầu là các bạn chọn A, B, C luôn á, nhưng mà vẫn cứ hỏi lại vì hôm nay có rất là nhiều người mới ha. Ok. A, B, C, D. Rồi. Rồi ha, thì Thanh thấy trên cái tương tác của mọi người á, tổng hợp lại một xíu thì
đa phần các bạn, thật ra đợt này á là nội dung nó khác một xíu nè, thật ra đợt này Thanh thấy cái tỷ lệ nó đều hơn nè. Thì trong số khoảng mấy chục người tham gia livestream ngày hôm nay thì đâu đó có khoảng gọi là 30%, 30% là các bạn là sale mới dưới 3 tháng, 30% các bạn đã đi làm được gần năm rồi, 30% các bạn đã làm từ 1 năm tới 2 năm, và có một vài anh em khoảng 5 tới 10% là anh em là kinh nghiệm trên 2 năm ha. Thì rất cảm ơn các anh chị đã đi làm trên 2 năm mà vẫn cố gắng dành thời gian để nghe cái livestream, cái tâm sự của Thanh. Đó. Còn các anh em dưới 3 tháng, 3 tháng tới 1 năm, 1 năm tới 2 năm thì Thanh nghĩ là cái buổi này á nó sẽ giúp cho mọi người có được một cái định hướng nó rõ hơn đấy. Cái đó là cái mà Thanh Thanh có một cái niềm tin ha. Rồi, thì mình sẽ qua luôn nội dung ngày hôm nay. À, cảm ơn các bạn đã khảo sát nha, đã làm khảo sát nha. À, agenda thì Thanh có nói rồi, nhưng mà Thanh nói lại thì mình sẽ có phần chào hỏi làm quen, là cái Thanh 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 mới vừa làm, một lát nữa tiếp tục một màn chào hỏi làm quen 30 giây nữa. Rồi tới phần Thanh trình bày nội dung chính để giải đáp câu hỏi của các bạn. Các bạn có bút viết các bạn nhớ chuẩn bị sẵn nha, chuẩn bị sẵn để ghi chú lại nha. Rồi sau đó mình sẽ tới cái phần hỏi đáp cho mọi người sau khi Thanh trình bày xong, và cuối cùng là phần quà tặng. Các bạn nhớ lại tới cuối để nhận quà. Rồi, ok. Như vậy thì hôm nay có gì? Đây, xe ô tô nên thuê hay chạy dịch vụ hả các bạn? Đầu tiên đó là phần BA, không phải BA, giới thiệu 30 giây của Thanh. Cái này các bạn quá quen rồi nhưng vẫn nói lại. Thứ nhất đó là Thanh hiện đang công tác tại Đại học Hoa Sen, bộ môn là Digital Marketing hả các bạn. Và Thanh cũng là sáng lập, cũng là hiện tại là đang là giảng viên cho Học viện Vườnfield, học viện chuyên đào tạo về sống trọn vẹn. À, đối với Thanh, sống trọn vẹn nó sẽ có ba cái yếu tố cấu thành, ba yếu tố cánh cấu thành. Thứ nhất đó là phải wealth, tức là phải giàu. Thứ hai là phải peacefulness, là phải bình yên. Thứ ba là phải usefulness, là có ích. Đó, giàu, bình yên và có ích, hay nói ngắn gọn là mình phải kiếm tiền một cách chân chính bằng cách là tạo ra giá trị cho xã hội. Đó, thì cái học viện Vinfield là lập ra để truyền tải cái tinh thần, cái văn hóa đó. Ở đây anh em sale thì đa phần anh em là mình muốn làm giàu, mình muốn kiếm tiền, và phải có cái mong muốn làm giàu lắm, mong muốn thành công, muốn kiếm tiền lắm thì mới làm sale. Đó, thì nó là một phần trong trong tam trụ của Thanh, đó là kiếm tiền. Thì khi mà các bạn kiếm tiền một mức vừa đủ rồi thì các bạn sẽ có nhu cầu bạn sống peacefulness, bình yên, bạn có nhu cầu sống usefulness, là có ích hơn. Thì khi đó cái tính chất fulfill nó sẽ nảy sinh trong người các bạn. Rồi. À, Thanh cũng là admin của hội xe ô tô xe tải với 800 cộng thành viên tham gia. Con số này Thanh nghĩ nó sẽ lên 1.000 trong vòng khoảng 2 tháng tới các bạn. Thanh kỳ vọng điều đó và Thanh tin là nó sẽ đạt được. Trước đây thì Thanh có may mắn Thanh làm cựu trưởng phòng marketing cho showroom Hyundai An Phú tại quận 1 đó các bạn. À, nói chung là cũng may mắn thôi. Thời đó thì các bạn làm mình marketing thì các bạn biết đó, Thanh phòng marketing thì sẽ làm rất nhiều thứ, từ chạy quảng cáo Facebook, Google nè, cho tới việc là làm sự kiện lấy thử, rồi đi đi roadshow diễu hành xe đó các bạn, rồi các hoạt động phát tờ rơi, tờ phướn, rồi đi báo chí, báo mạng, báo giấy, nói chung cái gì trên đời, bản biển, các thứ là đều làm hết. Thì cái đó giúp cho Thanh có cái nhìn tổng quan và toàn cảnh về marketing. Và đặc biệt á, khi mà mình làm marketing á và làm phòng marketing á, thì phòng marketing của showroom luôn, thì lúc đó Thanh đóng vai trò là một người trung lập. Mà trung lập thì rất là dễ tiếp cận với anh em sale nói chuyện, thì thành ra là Thanh cũng khá là hiểu anh em sale, biết anh em muốn gì, anh em sử dụng cái kênh marketing như thế nào á đó. Xong rồi, trước đây trước khi làm Hyundai An Phú thì Thanh có từng làm cho Vubia. Các bạn ở đây biết bia Budweiser không, bia Bax, bia Leffe, bia Corona không? Cái bia đỏ đỏ mấy bạn qua ra quán bar rồi mấy bạn hay thấy, hoặc là bia Bax, Big City Boy rồi của Benji á đó. Đó, thì tất cả những cái thương hiệu đó là nó thuộc một công ty mẹ, thuộc một tập đoàn mẹ ha. Thì cái tập đoàn mẹ đó thành lập một công ty con tên là Vubia, chuyên giao bia tận nhà cho khách trong 2 giờ đó, tức là bán bia cho khách nhưng mà không phải bán cho mấy cái đại lý mấy quán nhậu đâu, mà là bán trực tiếp cho người dùng cuối, ví dụ như các bạn Vubia đó. Thì cái công ty đó là giao bia tận nhà, nó giống Tiki Lazada vậy nhưng mà nó là cái sàn online đó. Thì hồi đó Thanh làm trưởng phòng marketing bên này. Khi mà làm trưởng phòng bên này thì Thanh có cái may mắn là Thanh được bơm tiền rất khủng các bạn, thì chắc là chi cho quảng cáo Facebook, Google, chủ yếu là Facebook thôi, thời điểm đó chắc khoảng được 2 tỷ rưỡi, 2 tỷ rưỡi 3 tỷ đó.
Còn khi làm trưởng phòng marketing với lại thời gian sau này khi Thanh làm đào tạo này thì chi cũng hiện tại là cũng khoảng 400-500 triệu cho quảng cáo mà chỉ để bán xe thôi nha, chỉ để bán xe cho anh em thôi á, anh sale đó là khoảng 400-500 triệu đó, và khoảng trên 200 triệu cho phòng marketing đó. Đã xếp ngắn gọn như vậy thôi. Thì Thanh học đại học ngoại thương à, các bạn có thể xem chi tiết về Thanh tại đây à, rồi nói dài quá đây các bạn bỏ qua nha. Ok, qua phần này nè, miễn trừ trách nhiệm. À, mình phải nói thứ nhất đó là nội dung livestream của Thanh đó là thuần về chia sẻ, thuần về chia sẻ, nó không phải là bài giảng đó các bạn, không phải là bài giảng. À, thứ hai đó là cái kiến thức chia sẻ là kiến thức dựa trên cái kinh nghiệm thực tế của Thanh đó, và dựa trên cái quá trình mà Thanh học hỏi có chọn lọc. Hồi nãy Thanh có nói đó, là Thanh tiếp xúc rất là nhiều anh em khi mà còn làm phòng marketing, sau đó Thanh chuyển qua sale thì Thanh từng có 6 tháng làm sale ô tô cho Hyundai luôn nha các bạn. Thì khi mà Thanh chuyển qua thì nó lại là một góc nhìn khác. Bây giờ góc nhìn của một người là chi một đồng tiền ra là rất là thốn rồi, bạn bỏ ra 500 ngàn mà không được một số điện thoại nào, không được một khách nào, rồi thốn thốn tới tận rốn mà. Cho nên góc nhìn nó khác lắm, góc nhìn là chi một đồng nó phải ra kết quả đó, chứ không được chi bậy được. Mình biết có nhiều công cụ hay đó, nhưng mà liệu chi cái đó nó có mất tiền hay không đó. Và lúc này cái góc nhìn của Thanh nó đa dạng hơn, Thanh tìm được nhiều kênh mà Thanh Thanh nghe được anh em chia sẻ những cái kênh mà giúp anh em ra số tốt từ xưa đến nay đó. Nhưng mà không phải là nghe không, mà Thanh nghe là Thanh Thanh chọn lọc lại những thông tin nào cần thiết, những cái ý nào hay, những cái nào có giá trị hay các bạn. Thứ ba là người chia sẻ không chịu trách nhiệm về mặt kết quả và cũng như hậu quả khi mà bạn áp dụng kiến thức của buổi này vào thực tế nha các bạn. Nói vậy để nhiều bạn nghĩ oan cho Thanh đó. Nói chung là chia sẻ của Thanh chỉ là cái trải nghiệm của Thanh thôi, cái quan sát của Thanh thôi, các bạn nghe tiếp nhận nó xong rồi các bạn thực hành. Thì khi các bạn thực hành hoặc các bạn quyết định làm là đi thuê hay là chạy dịch vụ á, lúc đó bạn sẽ có một cái gọi là một cái kết quả nhất định. Nếu nó tốt thì quá hay, còn nếu trường hợp mà nó bullshit á thì coi như đó là các hậu quả. Nhưng mà cái lúc mà bạn lật ra, khi mà bạn đi thuê hay bạn chạy hay là bạn học á, hay là bạn bạn tự chạy á, thì bạn có thể là kết nối với Thanh để hỏi Thanh ngay cái vấn đề bạn đang gặp phải luôn. Thanh hoàn toàn có thể góp ý cho bạn được đó, chứ đừng có tự làm xong rồi tới hồi xịt quá rồi mới quay qua hỏi Thanh thì nó hơi bị dở, nó hơi không hay. Rồi ok, mọi người có vẻ thấy yên ắng nhà, mọi người vẫn đang nghe đúng không? À, lâu lâu ví dụ mà Thanh nói mà câu nào nó ok thì mọi người ok ha. Rồi cuối cùng ở livestream này thì Thanh sẽ có lưu lại ha, nhưng mà cái group messenger thì anh sẽ xóa cho đỡ loãng. Và tri thức cho đi trong buổi ngày hôm nay đó là cho đi miễn phí à, Thanh cho đi miễn phí thì các bạn vui lòng không sao chép video này với mọi hình thức để thể hiện, nói chung là không sao chép, không không có làm gọi là chiếm dụng chất xám rồi các thứ ha, để thể hiện cái sự tôn trọng tác giả. Và điều này á, nó sẽ giúp cho Thanh có động lực để tham gia thêm nhiều những cái clip khác, nhiều cái hoạt động khác giúp đỡ cho anh em nữa. Rồi ok, bây giờ mình sẽ qua nội dung chính. 9 giờ rồi, Thanh sẽ nói ngắn gọn thôi. Hôm nay nội dung không nhiều lắm, chỉ sợ là anh em hơi bị, hôm nay nó có một phần lý thuyết, thì anh em hơi bị căng thẳng xíu rồi. Thì có gì anh em không hiểu thì cứ nói Thanh chậm lại nha. Các bạn bây giờ mình sẽ thống nhất luôn, các bạn nếu các bạn bấm dấu trừ á, các bạn đang nghe Thanh giảng và bạn bấm dấu trừ á, bạn gõ dấu trừ, bình luận dấu trừ thì anh sẽ chậm lại, mà bạn bình luận dấu cộng thì anh sẽ tăng tốc lên nha. Trừ là chậm lại, cộng là tăng tốc nha, mình thống nhất từ bây giờ luôn nha. Ok, thì bây giờ các bạn đang muốn Thanh cộng hay Thanh trừ hay là Thanh ok? Ok là giữ tốc độ hiện tại, các bạn bình luận một phát cho sơm lên nào. Bình luận vô các bạn. Nãy Thanh khảo sát rồi, Thanh biết cái tình hình của những anh em ngày hôm nay, để Thanh biết Thanh căn chỉnh cái nội dung lại. Thì bây giờ Thanh cũng nắm rồi, Thanh cũng nắm được cái tình hình, cái kinh nghiệm chung của anh em rồi, thì mình biết mình điều phối lại cái nội dung ngày hôm nay rồi. Anh em ok ha, mình tiếp tục giữ cái tốc độ này. Rồi rồi, nội dung chính ngày hôm nay là gì? Ok, zero nine đúng không? Đây, các bạn muốn biết là mình nên thuê hay chạy dịch vụ thì các bạn phải biết mô hình input output đó. Cái mô hình này á, nó gọi là cái vòng luẩn quẩn của xe ô tô, nói theo cách dân giả đó. Thì vòng luẩn quẩn đó là sao? Đây các bạn nhìn vô tấm này à, thật ra các bạn hoàn toàn có thể chụp màn hình lại những cái gì Thanh chia sẻ ha, nhưng mà khi mà các bạn chia sẻ lại á
thì các bạn nhớ ghi là nguồn từ Duy Thanh mà cực tờ là được rồi ha. Rồi thì đây cái vòng luẩn quẩn nó nói lên cái gì các bạn nhìn vô hình nè, nó sẽ có input và output. Thì input á, có nghĩa là đầu vào, input là đầu vào ha, còn output là đầu ra ha các bạn, input là đầu vào, output là đầu ra. Thì á hiểu đơn giản á, cái đầu vào là gì, là bạn sẽ bỏ tiền ra bạn chạy quảng cáo hoặc bạn làm các hoạt động marketing đúng không, để bạn bạn kiếm khách về, bạn kiếm số điện thoại về đó. Sau khi có số điện thoại rồi thì bạn sẽ bắt đầu là bạn tư vấn chốt deal, bạn theo khách, cuối cùng là bạn ký hợp đồng đúng không. Ký hợp đồng xong người ta đặt cọc rồi bạn chưa dừng lại ở đó, ký hợp đồng xong người ta đặt cọc chưa dừng lại đó, bạn phải chăm chăm khách các kiểu rồi phụ kiện rồi các thứ rồi giao xe rồi giấy tờ qua gì này nọ bla bla bla, cuối cùng thì mới giao xe cho khách xong đó, và cuối tháng bạn mới nhận được hoa hồng đó. Thì như vậy mình nói ngắn gọn á, input input là đầu vào á chính là hoạt động tìm khách, output là đầu ra chính là hoạt động ký được hợp đồng. À, ký được hợp đồng đó là input output ha, các bạn hiểu tới đây đi. Rồi Thanh nói tiếp, thì trong cái quá trình mà input output á, nó sẽ có một cái gọi là cái đầu phễu, tức là cái đầu giai đoạn input và cái cuối giai đoạn output. À, thì đầu giai đoạn input là gì, bạn tìm khách đúng không, thì bây giờ không có tiền thì làm gì mà bạn tìm được khách đúng chưa, thì bạn phải bỏ ra cái đồng vốn ban đầu, nó là cái sự đầu tư của bạn. Ví dụ bạn bỏ ra 3 triệu bạn chạy quảng cáo một tháng đi, hoặc 1 triệu hoặc 4 triệu vậy đi, quảng cáo Facebook, quảng cáo Google, đó là cái phần đầu vào của bạn. Thì bạn phải bỏ tiền ra bạn mới có số điện thoại, bỏ tiền ra xong rồi chạy quảng cáo ra số điện thoại, ra số bắt đầu mới theo khách chốt deal nè. Đây là giai đoạn theo khách chốt deal đó, mình chốt deal để họ ký hợp đồng, và khi họ ký hợp đồng rồi mình nói chuyện để họ tăng thêm phụ kiện, hoặc là họ làm ngân hàng, họ làm bảo hiểm này nọ. Thật ra cái phụ kiện ngân hàng bảo hiểm này có thể nó xảy ra trước khi chốt deal, nhưng mà đại khái giai đoạn này là giai đoạn bạn theo khách chốt deal đó. Giai đoạn này thì tốn công thôi chứ không tốn tiền đúng không, và nó phụ thuộc vào kỹ năng. Rồi sau khi giai đoạn này bắt đầu những khách mà dính á, ký hợp đồng xong thì bạn sẽ bắt đầu giao xe mà bạn thu được tiền đúng không. Đó thì cái đầu ra của nó là gì, là bạn sẽ nhận được hoa hồng công ty trả cho bạn, hoặc là những cái hoa hồng từ cái món này, mấy cái món này nè đó, nó là cục tiền đó. Sau đó bạn có cục tiền này bạn làm gì, tiếp tục bạn cắt một phần cục tiền, gọi là một phần cái tiền hoa hồng, cái tiền thù lao cuối cùng của bạn, ví dụ là 30 triệu hay 20 triệu đi, ví dụ cuối tháng bạn thu được 20 triệu thì bạn không được xài hết 20 triệu đó, bạn phải bỏ ra một phần để chạy marketing này, thì cái tiền này nó quay qua, nó chạy qua đây để nó làm cái input cho tháng sau đúng không. Bỏ vô tiền tiết kiệm được 3 triệu, bỏ vô chạy quảng cáo, cuối tháng chốt được 3 xe 15 triệu đúng không. Thì 15 triệu này phải trừ cho 3 triệu tiền tiền vốn của mình nữa, là còn lại 12 triệu đó. Thì cái 3 triệu trừ ra đó là 3 triệu mà bạn sẽ quay dòng để cho tháng sau nó tiếp tục nó tìm khách ra nữa đó. Nhưng mà con người ta càng lúc càng phát triển đúng không, thì bạn không thể chỉ dành 3 triệu để 3 triệu như tháng trước để bạn chạy quảng cáo được, bạn phải dành cắt thêm 2 triệu nữa là 5 triệu đó. Thì lúc này á, cái input mới của bạn không phải là 3 triệu mà là 5 triệu, hoặc Thanh cắt luôn 3 triệu đi cho 6 triệu cho nó dễ, cắt ra từ tháng trước 3 triệu, tháng này 6 triệu. Thì thay vì bây giờ 15 triệu đầu ra của bạn á, bạn trừ 3 triệu rồi, trừ 3 triệu marketing ban đầu, là bạn trừ thêm 3 triệu nữa cho cái tiền đầu tư, là tổng cộng bạn lợi nhuận của bạn là nhiêu, lợi nhuận của bạn là 15 triệu trừ cho 6 triệu còn 9 triệu, là cái tiền thực bạn có thể xài trong tháng tới là 9 triệu thôi đó. Thì cái 6 triệu đó tháng sau nó tiếp tục nó quay vòng đó, các bạn hiểu Thanh không? Đó người ta gọi là cái vòng luẩn quẩn. Vì sao lại là cái vòng luẩn quẩn, cái điểm mấu chốt là những bạn sale giỏi á, thì cái vòng này nó chạy rất nhanh, nó chạy theo tháng hoặc là theo theo tuần luôn, nó chạy rất nhanh. Còn những bạn sale mà yếu yếu một xíu á, là cái dòng nó chạy rất chậm, có thể 2 3 tháng bạn mới xoay được. Thì nó lẩn quẩn là nếu mà bạn đã không có khách rồi là bạn không có tiền rồi, mà không có tiền thì lấy gì mà đầu tư, không có khách là không có tiền đây đúng không, không có tiền thì lại không lại lại, lại chi tiền ít để đầu tư, mà chi tiền ít đầu tư thì làm sao mà ra số điện thoại, mà không ra số điện thoại thì làm sao mà lại theo khách chốt deal để ký hợp đồng nhiều được.
thì nó cứ cứ tiếp tục, nó đi lẫn quẩn vậy đó. Đó thì ở đây bạn nào đang bị vấn đề về cái việc mà không có khách, bạn nào đang bị vấn đề mà không có khách đâu, tức là khách ít và hàng tháng cái tiền, một cái cục tiền mình bỏ ra để chi marketing đó là cái gì đó mình rất là sót, tại vì mình sợ không biết mình chi một cục đó ra có đem về được đủ cái số tiền đó hay không, hay là mình mất oan. Bạn nào đang bị tình huống đó các bạn bấm một giùm Thanh ha, bạn nào đang bị tình huống đó các bạn bấm một giùm Thanh ha, còn bạn nào không bị các bạn bấm không nha. Bạn nào đang gặp tình huống đó, tình huống như Thanh nói thì các bạn bấm một, là tình huống mà hàng tháng bỏ ra 3 triệu hay 5 triệu để chạy quảng cáo nhưng mà cảm thấy rất là sót, cảm thấy rất là sót và kiểu mình không biết là tháng sau từ cái 3 triệu mình bỏ vào đó có đem được 3 triệu, 6 triệu hay 9 triệu không, hay là các bạn đang ok rồi, các bạn đang chạy quảng cáo nó ổn rồi, nguồn khách hàng tháng chốt 2-3 xe ổn rồi, và cái câu chuyện của bạn là câu chuyện làm sao để tăng cái cục tiền nó lên, làm sao để tăng cái cục tiền thay vì 9 triệu mà nó lên thành 12 triệu, 20 triệu, 30 triệu. Ok rồi, rồi cảm ơn các bạn ha, thì không biết là các bạn chia sẻ thiệt tình không nhưng mà Thanh thấy một nhiều quá thì Thanh hơi lo. Rồi thôi mình đi tiếp ha, thì ở đây nè là Thanh biết tình hình đó, thì cho nên cái câu chuyện ở đây ngắn gọn á, cái mô hình input output này nè, hay mọi người cứ hiểu là cái vòng luẩn quẩn của xe ô tô là sao, là mình muốn có được số điện thoại, để tư vấn mình phải bỏ tiền ra làm marketing đó, bỏ tiền ra làm marketing thì mới có số, thì cái số điện thoại đó mình mới chốt được hợp đồng và lấy hoa hồng, thì cái hoa hồng đó nó tiếp tục nó xoay về cắt một phần hoa hồng để chạy, để tiếp tục chi chi quảng cáo marketing đó. Thì những bạn SEO tốt là những bạn mà sẽ không bị cái vấn đề mà thiếu hụt tiền, cái vòng này đi rất nhanh, cứ bỏ một cục tiền, bỏ bỏ 3 triệu tháng này, ô ra 15 triệu, tiếp tục tháng sau bỏ 6 triệu ra 30 triệu, tháng sau bỏ bỏ 9 triệu ra 50 triệu đó. Rồi thì nó là trường hợp này, lợi nhuận là cứ lấy cái thằng thu về trường kia thôi. Thì bây giờ cái cách mà để mình scale lợi nhuận là gì, cái cách mà để bạn hàng tháng mà kiếm được tiền nhiều hơn cho sale, thật ra cái mô hình này là cho sale nói chung nhưng và nó cũng áp dụng rất tốt cho sale ô tô. Thì cái scale lợi nhuận ở đây là cái gì, bạn hãy tăng chi đầu phễu đi, hoặc là bạn hãy cải thiện cái kỹ năng theo khách chốt deal. Có nghĩa là sao, có nghĩa là bạn muốn bứt ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó thì chỉ còn một cách duy nhất, không chỉ còn hai cách cho bạn lựa chọn. Một là bạn vẫn cứ tiếp tục duy trì cái lượng ngân sách quảng cáo như vậy hàng tháng, vẫn tiếp tục chi cái ngân sách như vậy hàng tháng, nhưng mà cái tháng đó đó bạn phải cải thiện cái kỹ năng chốt deal của mình, và phải học thêm về cái cách chốt phụ kiện của mấy bạn best sale, học thêm về cái tìm hiểu thêm về cái chính sách ngân hàng nào tốt, vay cao thì sao, hoặc là nợ xấu thì sao, bạn phải hỏi thêm về bảo hiểm coi có cái deal nào tốt hay không, có những cái nào tốt hơn cho khách hay không đó, thì bạn phải học hỏi bằng trau dồi cái này thật là kỹ, để làm chi, để cùng một cái đồng tiền này, cùng một cái đồng tiền marketing đầu vào này mà bạn kỹ năng chốt sale của bạn tốt thì bạn sẽ ra được nhiều hợp đồng hơn à, cũng ra 100 số điện thoại tháng này, nhưng mà tháng trước á 100 số mình chỉ chốt được 4 xe thôi, bây giờ tháng này 100 số mình phải chốt được 6 xe, như vậy thì kỹ năng chốt deal của mình nó cao lên à, đó là cách này. Một là tăng 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 kỹ năng chốt deal, hai là bạn phải tăng chi đầu phễu đi, tăng chi đầu phễu lên, tức là tăng chi này nè, cái kỹ năng chốt deal bạn vẫn giữ như vậy không cần phải thay đổi, nhưng mà bạn phải bỏ thêm tiền, hoặc nếu mà bạn không bỏ thêm tiền thì bạn bỏ thêm công vào để bạn làm những cái hoạt động không tốn phí, giống như là bạn bạn đăng bài trên những cái kênh miễn phí, hoặc bạn đăng lên Facebook, đăng lên Zalo, hoặc bạn chịu khó bạn vô mấy cái group, mấy cái hội hội khách hàng, hội VIOS này nọ, bạn chăm vô đó để bạn lấy những cái deal miễn phí, những cái deal mà không cần phải bỏ tiền marketing đó, tăng chi đầu phễu hoặc là theo khách chốt deal, đây là hai cách duy nhất giúp cho bạn tăng lợi nhuận. Thanh nói luôn ở đây anh em thì mình cũng hiểu nhau, và mọi người đã nghe tới đây đã chịu theo Thanh, nghe Thanh tới thời điểm này thì các bạn cũng hiểu. Thanh từng 8 tháng làm trưởng phòng marketing, sau đó Thanh bỏ, Thanh qua làm sale. Nhưng mà Thanh qua làm sale 6 tháng Thanh gãy. Mọi người biết lý do là vì cái gì không?
Thanh là bị cả hai luôn, cái vòng luẩn quẩn của Thanh là cả hai luôn. Tại vì á, Thanh có thời điểm đó Thanh biết là Thanh đang chạy một tháng 4 triệu rồi. Thanh chốt được một chiếc Santa Fe. Thì chiếc Santa Fe đó, Hyundai Santa Fe lúc đó là hoa hồng của Thanh được đúng 4 triệu luôn các bạn. Nhưng mà vấn đề là Thanh không còn tiền nữa. Thanh chạy hết 4 triệu, Thanh hết tiền. Xong rồi Thanh ra được chiếc Santa Fe 4 triệu, nhưng mà tới đầu tháng sau, tức là chờ tới 15 ngày sau Thanh mới lãnh lương. Thì trong 15 ngày đó Thanh không còn tiền để đẩy sale, để đẩy marketing mà tiếp tục chốt chiếc xe thứ hai. Cho nên là tới cuối tháng đó Thanh bị trong vòng 10 10 15 ngày sau gần như Thanh không chốt được. Không chốt được là vì Thanh cứ chăm lại khách cũ, mà chăm khách cũ thì người ta đã không có nhu cầu rồi, lại không mua thôi. Đó là cái vấn đề đầu. Vấn đề thứ hai là Thanh, cái kỹ năng theo khách của Thanh đó, nó là cái lúc đó rất là tệ, Thanh nói thật. Thanh chốt xe cực kỳ dở luôn á. Thì cái đó là cái vấn đề của Thanh. Bị cả hai cái thì không ao cũng ổn. Đó, xong rồi hên tới cuối tháng đó tiền nó về rồi, bắt đầu Thanh tại Thanh còn làm trưởng phòng. Lúc Thanh làm trưởng phòng cái tin ấy thì Thanh ứng tiền cho công ty khá nhiều, ứng tiền trước á. Thì sau đó khi mà Thanh làm sale một hai tháng đầu, bắt đầu tiền của Thanh nó được một tháng đầu, một tháng rưỡi gì đó, tiền 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 Thanh ứng trước nó được về, thì Thanh tự nhiên Thanh được một cục mười mấy triệu. Lúc đó bắt đầu bơm tiền chạy lại các bạn đó ha. Thì chia sẻ như vậy, thành ra do các bạn hiểu rồi đó, các bạn đến với Thanh là vì Thanh giỏi marketing, Thanh có thể Thanh làm marketing tìm khách rất tốt đó, chỉ có điều Thanh chốt sale rất là tệ, đó là lý do mà Thanh gãy. Ngoài cái chuyện tài chính ra thì Thanh gãy là vì Thanh chốt sale dở. Cho nên các bạn theo Thanh là các bạn học marketing thôi, và Thanh chỉ có thể giúp bạn về marketing thôi. Còn nếu các bạn muốn kỹ năng chốt sale, kỹ năng chốt deal thì các bạn phải tự đi học, học thầy nào đó, hoặc là học từ trưởng phòng các bạn, học từ những anh chị best seller, học từ những anh chị đi trước chia sẻ. Như vậy các bạn mới có thể kiếm tiền được, đúng không? Hồi xưa Thanh kiếm tiền ở Thanh Thanh kiếm ra số rất là tốt, tới mức mà những anh chị nghe mà tức giùm anh, tức giùm Thanh luôn á. Một ngày Thanh ra mười mấy hai chục số điện thoại, mà Thanh gọi lên khách nào là alo anh, dạ ok anh, có gì em liên hệ là sao, là mất gãy. Và 15 20 số một ngày như vậy, những bạn sale mà chốt sale giỏi giỏi mà cái nghe mà nóng máu rồi không muốn ngồi đó luôn các bạn. Ra ngoài nó phải ra ngoài á. Tại vì nó là quỷ Thanh chạy kiểu gì á, số ra ghê quá nhưng mà chốt như xịt. Gặp tôi là nãy giờ 15 số là tôi chốt được 3 xe rồi đó, trong khi ông Thanh chả chốt được chiếc nào. Đó. Ok, chốt lại mọi người làm tốt công việc của mình. Và các bạn nhớ cái mô hình vụt lẩn quẩn nha, có một slide mà nói nãy giờ luôn á. Rồi tiếp theo mình qua slide sau thôi, thì đó là hai cách để các bạn scale thu nhập. Thì như vậy bạn phải xác định lại xem cái năng lực lõi của bạn là gì. Thì cái năng lực lõi của bạn là ở cái khâu mà marketing tìm khách hay là khâu chốt sale. Để làm chi? Để bạn biết là trong thời gian tới, từ thời điểm này trở đi, trong vòng 1, 2 tháng, 3 tháng tới nè, là bạn sẽ đầu tư tâm huyết, thời gian, tiền bạc của bạn vào cái khâu mà tăng input, tức là khâu marketing, hay là tập trung vào cái khâu theo khách chốt deal. Đó là đầu tư vào giai đoạn trước input hay là trước output nè ha. Trước input là đây nha, là bỏ tiền là marketing, hoặc là bỏ bỏ công là marketing tìm khách. Còn giai đoạn sau, giai đoạn trước output nè, trước trước output nè, là giai đoạn theo khách chốt deal. Thì bạn phải chọn một trong hai cái này, xem nếu mà mình mạnh ở cái khâu chốt deal hơn, và cái chốt deal có thể giúp cho mình phát triển sâu hơn á, thì các bạn tập trung vào cái này, vẫn giữ mức marketing như vậy nhưng mà học cái này thêm, nghiên cứu thêm đó. Còn không á thì còn không thì còn không thì nếu mà bạn thấy mình mạnh cái khâu marketing hơn, bạn làm công cụ giỏi hơn, thì bạn phải đầu tư vô cái này, đầu tư vô cái này ha, đầu tư vô cái khâu marketing. Còn cái theo khách chốt deal thì vẫn giữ cái kỹ năng như vậy, được chưa các bạn? Đó là một cái giải pháp cho cái vòng luẩn quẩn này ha. Rồi mình tiếp theo tới một cái cũng khá là hơi nặng não một xíu, đó là mô hình ra quyết định. Hồi nãy cái vòng luẩn quẩn á, là bạn hiểu về cái mô hình vận hành để mà mình làm sale, mình bán hàng, rồi cuối cùng là bạn chốt là bản thân bạn muốn cái gì trước, bản thân bạn năng lực lõi của bạn là gì, bạn mạnh cái gì, bạn muốn cái gì, là những cái phía bên trong bạn, inside đúng không? Inside, những cái bên trong bạn. Anh gọi cái từ đó cho bạn ha, inside. Nào, là xác định năng lực lõi nè. Rồi
đó là inside là bên trong. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cái đoạn mô hình ra quyết định này là cái outside, tức là những cái yếu tố bên ngoài. Những cái yếu tố bên ngoài ha, yếu tố các bạn hơi khó hiểu thành là những cái thông tin bên ngoài đi. Thông tin bên ngoài nó không chuẩn lắm nhưng mà cho các bạn dễ hiểu là được, anh không muốn cái gì phức tạp quá lên đâu. Outside là thông tin bên ngoài đó. Bạn biết mình bây giờ giả sử như thôi, bây giờ hỏi các bạn luôn trước khi mình qua phần tiếp theo. Hello anh Trần Chí Thanh nhá, mình đang bắt đầu nội dung rồi. Thì bây giờ các bạn nghe Thanh chia sẻ tới đây rồi, Thanh nói hết những cái ý giải thích rất là rõ cho các bạn. Thì bây giờ Thanh hỏi các bạn nè, các bạn nghĩ là năng lực lõi của mình là ở cái khâu trước input hay là trước output? Các bạn bình luận nha, in hay out các bạn. Thôi input đi để nó lộn với cái chữ ở trên. Các bạn đang năng lực của mình, các bạn nghĩ năng lực lõi của mình là mạnh để trong 3 tháng tới mình phát triển cái mảng là trước input hay là trước output? Với trước input là làm marketing, tìm khách. Còn trước output đó là chăm sóc khách hàng, cải thiện kỹ năng chốt deal. Các bạn bình luận nha, mình có 1 phút để bình luận. 1 phút để bình luận các bạn ơi. Trước input hay trước output? Bình luận input hoặc output nha. Cái chữ này nó hơi khó gõ nên các bạn trả lời chậm. Thanh hiểu. Thôi cho 2 phút. Tới 9 giờ 25 ha. Đặt lại câu hỏi nè. Thanh đặt lại câu hỏi nè. Chưa xác định được thì bạn gõ giùm Thanh là no. Gõ giùm Thanh là no nếu bạn chưa ra quyết định ha. Nếu chưa ra quyết định được ha. Ok. Rồi. Ở đây thì Thanh đã nhận được một số bình luận của các bạn rồi ha. Có bạn Trần Hải Triều là mạnh về là bạn sẽ phát triển mảng output. Có nghĩa là bây giờ Triều là thấy mình có thế mạnh chăm sóc khách, theo khách chốt deal nhiều hơn đúng không? Bạn có thế mạnh về giao tiếp, hiểu về khách hàng hơn. Thì bạn phát triển theo cái kênh là trước input hoặc trước output ha, tức là bạn sẽ phát triển mạnh cái kỹ năng chốt deal của mình hơn. Còn cái khâu marketing hồi trước bạn chi bao nhiêu bạn vẫn giữ như vậy. Còn Châu Sa cũng tương tự luôn, Nguyễn Việt Dũng cũng như vậy luôn, rồi Thành Nam cũng như vậy luôn ha. Thì những bạn gõ output á, các bạn nhớ dùm Thanh từ đây sắp nên trong giai đoạn tới thì các bạn hãy tập trung phát triển cái khâu mà theo cách chốt deal, luyện cái kỹ năng đó mạnh cho Thanh. Còn phần input là cứ giữ nguyên, nhớ là cứ giữ nguyên như hiện trạng của mấy tháng trước nha, chứ đừng có cắt luôn là sắp mặt, cắt luôn là bạn không cho cái dòng nó chạy nữa đó. Rồi còn những bạn mà out input ha, Anthony Nguyễn nè, input nè, Anthony Nguyễn là input nè, chưa chi tiền marketing mà ra được khách thì quá tốt rồi. Thì như vậy là quá đỉnh cao rồi, bạn đi theo con đường mối quan hệ. Những cái con đường mối quan hệ thì phải những bạn gọi là làm 2-3 năm trong nghề thì mới có khả năng được cái đó. Còn nếu Triều mới mà Triều đã thấy mình mạnh cái mảng đó thì cứ cứ đẩy nó lên à, mối quan hệ thì bắn deal được các thứ đúng không. Rồi ở đây có Anthony là input thôi, còn mọi người là output hết rồi, đa phần như vậy. Thì như vậy á, input thì bây giờ bạn phải
mà cứ giữ cái kỹ năng gọi là chốt deal như vậy đi. Lúc này chưa cần quan tâm, trong 3 tháng tới bạn tập trung bạn đẩy mạnh marketing. Đẩy mạnh marketing có nghĩa là bạn phải bỏ tiền thêm cho quảng cáo, hoặc là bạn dành thời gian để bạn tìm những cái kênh miễn phí bạn phát triển. Đó. Đó là cái cách duy nhất. Còn mà bạn hết tiền để chạy marketing thì bạn làm sao có tiền thì thôi. Bạn làm sao có tiền để chạy thì thôi. Ít nhất là phải có tiền để chạy 1 2 tháng để duy trì ha. Rồi. Các bạn vì sao, các bạn hiểu vì sao Thanh làm cái này không? Để bây giờ các bạn xác định bên trong mình là mình mạnh cái nào trước. Còn những bạn mà nô á, những bạn chưa biết á, thì bạn về bạn tìm hiểu kỹ lại đi. Thanh nghĩ là Thanh, nếu mà bạn nô nhiều quá nè, ở đây nô cũng khá nhiều nè, Thanh có thể Thanh làm thêm một cái buổi nữa gọi là buổi phễu, một cái buổi gọi là kỹ năng đọc, kỹ năng gọi là gì ta, kỹ năng đo lường cho xe ô tô. Nó là một cái kỹ năng rất quan trọng, mình đo lường, mình biết số. Thanh nói thật là xưa Thanh gà gà, Thanh chạy gà gà nhưng mà Thanh đo được hết á. Tháng đầu tiên á, Thanh gọi cho 75 khách, 75 số điện thoại Thanh mới chốt được một hợp đồng. Tháng thứ hai Thanh gọi 45 số điện thoại Thanh chốt được hợp đồng. Tháng thứ ba là 35, tháng thứ tư là 25. Đó, tháng thứ năm thứ sáu thì Thanh Thanh lười quá, Thanh Thanh nhắm là mình chắc là mình không làm nữa rồi. Thanh chuyển hướng qua đào tạo rồi, cho nên Thanh Thanh không tập trung, Thanh không đếm nữa. Nhưng mà bạn thấy tốc độ là 75 xuống 45 xuống 35 xuống 25 số điện thoại một hợp đồng. Mặc dù nó rất tệ nhưng mà nó là một cái sự tiến bộ cho Thanh. Tức là cái khâu mà theo khách chốt deal của Thanh đang tiến bộ dần theo thời gian. Đó. Thì Thanh đo lường được. Đó. Còn đối với các bạn thì bạn bạn cũng phải đo được liền luôn. Đo như vậy xong rồi đo Facebook thì bạn ra được bao nhiêu khách, Google ra bao nhiêu khách. Thì nếu mà bạn quan tâm á, sau buổi này Thanh sẽ chỉ, Thanh Thanh sẽ có thể tuần tới Thanh sẽ làm cái livestream đó cho các bạn luôn. Hãy chịu hỏi mới chạy ngân sách bao nhiêu là hợp lý. Câu đó anh sẽ trả lời sau nha. Nó không nằm nội dung livestream hôm nay. Để mình tập trung vào đúng chủ đề. Rồi. Như vậy thì á, mình đi tiếp nè. Như vậy thì mấy bạn mà bây giờ là nhắm vào phát triển cái kênh output rồi thì các bạn có cần phải nghe tiếp phần sau không? Nghe tiếp phần nên thuê hay là chạy dịch vụ không? Thì cần nha, cần nha. Tại vì á, cho dù các bạn giữ nguyên cái ngân sách như vậy trong tháng này, nhưng mà bạn cũng phải biết là bây giờ giữ nguyên là mình vẫn giữ cái bạn dịch vụ cũ hay là dịch vụ mới, hay là bây giờ mà các bạn đang chạy mà chạy gọi là không có mạnh, không có tự tin lắm, thì mình liệu có nên mình đầu tư mình học khóa học, hay là mình đầu tư mình làm cái gì đó hay không, đầu tư kênh mới hay không. Đó, tháng trước bạn chạy 5 triệu bạn chạy AdWords, không bây giờ thì bạn cắt ra đi 2 triệu rưỡi cho AdWords, 2 triệu rưỡi cho Facebook đi, cũng như đó tiền mà. Đó. Cho nên vẫn phải xem tiếp. Rồi rồi bây giờ tiếp nè, cái phần này hơi chua nhỉ. Mô hình ra quyết định thì Thanh sẽ nói nhanh gọn đơn giản thôi. Thanh cho các bạn hai mô hình để bạn ra quyết định là mình đi thuê ngoài hay là mình tự chạy dịch vụ ha. Thì á, mô hình đầu tiên là mô hình pros and con. Các bạn biết cái này là cái gì các bạn? Đồng tiền đúng không? Pros and con á, cái mô hình nó nói là một đồng tiền nó luôn luôn có hai mặt, mặt mặt trước và mặt sau. Thanh lấy cái biểu tượng Bitcoin cho các bạn dễ, tại Bitcoin đang hot. Đồng tiền nó sẽ có mặt trước và mặt sau. Nó giống như một cái sự vật hiện tượng, một cái thứ mà bạn phải ra quyết định vậy. Nó luôn luôn có mặt tốt và mặt không tốt, tức là mặt trái và mặt phải. À, nó luôn luôn có hai mặt. Đó là cái mô hình đó, nó nói vậy. Mô hình này nó nói là mọi vấn đề, mọi sự vật hiện tượng nó đều có hai mặt của nó, mặt ưu điểm và mặt nhược điểm. Đó. Cụ thể, Thanh ví dụ về mô hình pros and cons ha. Cho ví dụ là một cô gái chọn chồng đi. Ví dụ bạn đó chọn chồng, bạn nữ đó chọn chồng là một anh trai. Thì cái anh trai đó ảnh có những cái pros and cons là gì? Cái ưu điểm và nhược điểm là gì? Ưu điểm là đẹp trai. Đúng không? Học giỏi. Nhà có mấy chiếc xe hơi. Đó, nhưng mà nhược điểm là gì? Hay lăng nhăng. Đó, hay say nắng các em nữ khác. Đó. Thì đó là pros and cons. Đó là người có hai mặt. Đó. Đúng không? Thì như vậy á, điều này nói lên điều gì? Nói lên là nếu mà bây giờ mà giả sử mà bạn đi thuê dịch vụ quảng cáo đi, thì bản thân cái việc bạn đi thuê người ta nó cũng sẽ có những cái ưu điểm riêng và nhược điểm riêng. Đúng không? Và đồng thời với đó, nếu bạn tự chạy thì bạn cũng sẽ có những thì cái việc bạn tự chạy nó cũng sẽ có những cái ưu điểm và nhược điểm riêng luôn. Đó, thì mình phải list ra được là nếu mà thuê thì ưu là gì, nhược là gì. Nếu như mà tự chạy thì ưu là gì, nhược là gì. Đúng không?
Rồi, tiếp theo nha. Mô hình Roast and Corn này á, các bạn vừa mới hiểu xong đúng không? Nhưng mà khi mà bạn hiểu tới mức đó vẫn chưa đủ. Vì sao? Tại vì cái sai lầm lớn nhất khi mà người ta áp dụng mô hình này á, là người ta khi người ta chọn cái việc A hay việc B á, thì người ta hay so sánh cùng một lúc cả pros and cons của cả A và B luôn. Bạn hiểu thành không? Ví dụ cái việc bạn đi thuê ngoài đúng không? Thuê dịch vụ bên ngoài là nó sẽ có cái pros and cons của dịch vụ thuê ngoài. Còn mà bạn tự làm á thì nó sẽ có cái pros and cons của cái việc tự làm. Đó. Nhưng mà vấn đề là hình dung của nhiều người, gọi là rất là nhiều người áp dụng mô hình này sai, hoặc là nhiều bạn chưa áp dụng nhưng mà bình thường các bạn cũng đang quyết định theo cái kiểu đó. Thì các bạn lại thấy cái việc A này bạn chọn cái pros của việc A mà đi so sánh với cái con của việc B, tức là cái tích cực của việc A mà đi so sánh với cái nhược điểm của việc B, hoặc là bạn lấy cái nhược điểm của việc A bạn đi so sánh với cái ưu điểm của việc B. Hai cái so sánh này nó không không có giá trị, không có giá trị, nó không giúp cho bạn đưa ra kết quả đó. Nhưng mà người ta so sánh, hoặc là người ta so sánh lộn xộn. Ví dụ nói tờ bây giờ mình định tự chạy đi, nhưng mà tự chạy rồi vài bữa lỡ mà mình đang chạy ra số, nhưng mà bây giờ ra số nhưng mà tháng sau không ra nữa thì làm sao đó. Ủa nhưng mà bây giờ mình tự chạy rồi vài bữa mình tháng mình bán chục xe rồi, thời gian đâu mình ngồi mình tối ưu quảng cáo, lúc đó còn trăm khách được nữa mà đó. Thôi vậy thì bây giờ mình quyết định mình đi thuê đi. Nhưng mà không được, thuê bây giờ tự nhiên một tháng tốn cả triệu triệu mấy tiền tiền dịch vụ sao được. Với lại giờ thuê dịch vụ nó thuê giờ nó cũng tốt đó, nhưng mà nó lại ABC là mà nó lại mình không kiểm soát được nữa, mà mình muốn kiểm soát được cái số tiền mình chi ra nó có hiệu quả hay không đó, thì bạn sẽ rớt vô một cái vòng luẩn quẩn, bạn không biết chọn cái nào luôn, và cuối cùng là bạn chọn đại. Thôi thì bây giờ mình cứ thuê đại dịch vụ đó, là chạy vài bữa chạy 1 tháng thử coi nó tốt không, nếu mà không tốt thì dừng, nếu không tốt thì tự chạy. Thì cái đó là cái quyết định của bạn sau khi mà bạn ngồi suy nghĩ và bạn không làm được gì cả, tại vì bạn không có một cái mô hình nào cụ thể đó. Thì đây, sai lầm như vậy Thanh chỉ ra sai lầm cho các bạn rồi, thì Thanh sẽ có cách khắc phục. Thì bây giờ ở đây bạn nào muốn nghe cách khắc phục, các bạn có muốn nghe cách khắc phục không? Nếu mà bạn nào muốn nghe cách khắc phục thì các bạn bấm chữ yes cho Thanh nha. Nếu mà bạn đã hiểu vấn đề rồi, bạn muốn nghe cách khắc phục khi áp dụng mô hình này thì bạn hãy bấm yes giùm Thanh nha, bấm yes, bấm yes, bấm yes. Rồi các bạn bình luận đi. Tóm lại những cái nãy giờ Thanh nói là gì? Một cái vấn đề, bạn chọn là bạn thuê dịch vụ hay là bạn đi, bạn chọn thuê dịch vụ hay là bạn tự chạy, mỗi cái nó sẽ đều có những cái ưu và nhược điểm riêng. Thuê cũng có cái ưu nhược điểm riêng, chạy cũng có cái ưu nhược điểm riêng đó, là cái ý đầu tiên. Ý thứ hai là cho dù ý thứ hai là khi mà bạn quyết định là thuê hay chạy á, thuê hay chạy á, thì bạn sẽ chọn theo cái kiểu là bạn cứ lộn lộn tung phèo những cái ưu và nhược điểm. Mà chọn thằng này thì nó lại có cái ưu xong rồi, nhưng mà nó bị cái nhược, chọn này cũng có ưu cái nhược, cuối cùng là bạn không biết là cái nào là đúng. Thì cái đó là bạn bạn đang so sánh cùng lúc cả pros and cons của A và B. Thì cái giải pháp của bạn thông thường là bạn sẽ chọn đại, chọn theo cảm hứng, theo cảm xúc, chọn theo quen người quen, chọn theo tin tưởng. Đó là vấn đề. Thậm chí các bạn còn chưa biết cái mô hình pros and cons này nữa đúng không? Chắc là một vài bạn biết, nhưng mà Thanh nghĩ là đa phần anh em thì sẽ không biết đâu. Tại vì cái này nói chung là Thanh cũng sắp mặt lên sắp mặt xuống nên mới hiểu được cái bản chất của nó. Đó. Thì việc các bạn tiếp cận tới cái mô hình pros and cons để ra quyết định này nó đã là việc khó rồi. Nhưng mà khi mà tiếp cận rồi thì các bạn lại dễ sai. Còn những bạn chưa quyết định là đa phần các bạn đều gặp phải cái quyết định, đều gặp phải cái sai lầm này nhưng các bạn không biết. Các bạn đang chọn, đang lựa chọn theo kiểu đó đó nhưng mà các bạn không biết thôi. Thì bây giờ đây, giải pháp cho các bạn đó là cách làm đúng. Là bạn thấy các bạn yes nhiều quá nên mới ra slide nên mới chỉ cách làm đúng nha, chứ các bạn mà no là không là không chỉ đâu. Rồi, thôi ok. Thì cách làm đúng là các bạn hãy tập trung so sánh cái ROS của cả A và B thôi. ROS nào cao hơn thì bạn chọn cái đó. Nhớ kỹ nha. Thuê chạy dịch vụ cũng có cái ưu và nhược riêng. Tự chạy cũng có ưu và nhược riêng. Sai lầm của bạn là bạn hay
lộn tung phèo cả ưu và nhược, cả ưu và nhược của hai thằng, rốt cuộc bạn chọn theo cảm tính. Thì giải pháp ở đây là bạn chỉ chọn cái ưu điểm của thằng A, bạn so với cái ưu điểm của thằng B thôi. Hai cái ưu điểm là bạn, hai mặt này là hai ưu điểm nha, hai cái tay của thằng nè, cái này phải cũng to lên mới được. Đây đây là ưu điểm nè, đây là thuê nè ha, đây là tự chạy nè. Thuê nó sẽ có cái ưu điểm là gì, nhược điểm là gì ha, còn tự chạy thì sẽ có cái ưu điểm là gì, nhược điểm là gì đó. Thì cả đây là thuê, đây là chạy. Thì cái vấn đề của các bạn hay gặp phải là lộn tù phèo lên. Thì giải pháp cho thằng ngắn gọn là bạn tập trung cho thằng U nè, thằng U của việc thuê nè, còn so sánh với là thằng U của việc tự chạy nè, so sánh hai thằng này thích cái nào hơn, thấy cái nào nó có ưu điểm cao hơn thì chọn cái đó, đúng không? Thấy cái nào nó tuyệt vời hơn, nó hay hơn thì chọn cái đó, đúng chưa? À, trên hình này Thanh phải có chú thích vô để cho các bạn thấy, để cho các bạn thấy, các bạn hiểu không? Cho Thanh 30 giây ha, các bạn thấy hay không? Cái đoạn Thanh nói nãy hay không? Chọn ưu thôi, chỉ tập trung vào ưu điểm của cả hai thằng mà chọn thôi. Thanh biết là lúc này nhiều bạn sẽ nói ô bây giờ mình chọn ưu của một thằng á thì nó sẽ đẩy ra, nó sẽ có một số vấn đề, một đống vấn đề luôn, thì làm sao? Đó, các bạn hỏi câu đó là hợp lý rồi đó, thì Thanh sẽ trả lời tiếp theo cho các bạn. Nhưng mà chờ đi, để Thanh note lại cái ý ưu điểm nhược điểm này đó. Đây đây các bạn ơi, về dễ hình dung hơn nè các bạn ơi. Đấy, được chưa? Bây giờ là bỏ cái thằng nhược điểm của hai thằng ra, chỉ so sánh hai thằng ưu thôi. Đó. Rồi, tiếp nè. Thì khi mà bạn so sánh á hai cái ưu điểm á, khi mà bạn so sánh hai ưu điểm của A và B á, thì nó lại phát sinh ra vấn đề. Đó là gì? Bạn lấy cái nào làm thước đo, lấy cái gì làm thước đo các bạn? Lấy cái gì làm thước đo để biết thằng cái ưu của A với ưu của B? Lấy cái gì làm thước đo? Lấy gì làm thước đo các bạn? Đặt câu hỏi ha, lấy gì làm thước đo? Thanh sẽ ví dụ dễ hiểu hơn cho các bạn. Hồi nãy quay lại câu chuyện cô gái. Câu chuyện cô gái ha. Một cô gái muốn chọn chồng là một anh trai lớn hơn 10 tuổi, sự nghiệp ổn định, có nhà, có xe, đúng không? Đó là cái quá ưu điểm. Nhưng mà nhược điểm là gì? Anh này ảnh gia trưởng quá, anh này ảnh có tính lăng nhăng một xíu, về là phải kiểm soát ảnh nè. Cái đó là anh A. Nhưng mà trong khi đó cô gái này cũng có một anh B theo đuổi. Thì anh B này á có một cái đặc điểm là anh B này trẻ hơn, cũng xem tuổi cổ, cũng xem tuổi ha, chưa có nhà, chưa có xe là cái nhược điểm. Nhưng mà ưu điểm của anh này cực kỳ giỏi, tức là cực kỳ thông minh luôn, và anh này có cái ý, cái chí cầu tiến cực kỳ cao, và công việc của ảnh đang dần đi vô một cái khuôn khổ mà nó có thể nó tăng dần đều theo thời gian. Và thương cổ nó bằng tuổi mà bây giờ chưa có gì hết, nhưng mà bây giờ bạn chưa có gì đó, đúng rồi, bằng tuổi thì làm sao mà có gì được, cũng hai mấy thôi, nhưng mà rất là yêu thương, rất là yêu thương, chiều chuộng đó, sự nghiệp đang phát triển, thông minh, nhưng mà nhược điểm là chưa có nhà, chưa có xe. Thì lúc này mình chọn sao? Thì bản thân cái bạn, cái anh A đó, cái anh chàng A đó, bản thân ảnh cũng có những cái ưu điểm và nhược điểm của ảnh rồi, thì hai cái này thật ra nó cộng trừ cho nhau là bằng không, có ưu và cũng có nhược, cộng trừ nhau là bằng không. Rồi thì nếu mà chọn ảnh á, chấp nhận cái chọn ảnh vì cái ưu điểm thì phải chấp nhận cái nhược điểm của ảnh. Anh B cũng vậy, anh trẻ hơn á, chọn ưu điểm, chọn ảnh vì ưu điểm thì phải chấp nhận cái nhược điểm của ảnh. Đó. Nhưng mà vấn đề là mình đang chọn cả hai người, thì bây giờ so sánh cái ưu của anh A với cái ưu của anh B coi cái nào ngon hơn, mình thích cái nào hơn, mình hợp với người nào hơn, mình nghĩ là người nào sẽ cho mình cái cuộc sống hạnh phúc hơn thì chọn người đó, được không ạ? À? Đó là cô gái chọn nha.
cô gái sẽ chọn là sẽ biết những ưu điểm của người A của anh lớn tuổi hơn rồi, anh A rồi, biết những ưu điểm của anh B rồi, bỏ qua những cái nhược điểm hết, vì nhược điểm nó sẽ bù với cái ưu điểm của mỗi người. Xong rồi á, cổ mới sẽ chọn ưu điểm của anh A, ưu điểm của anh B. So sánh thì phải có cái thước đo. Thì thước đo ở đây chính là cái gì? Chính là cái định nghĩa của cái cô đó về hạnh phúc, cái mong muốn của cô đó trong tương lai như thế nào, đúng không? Mong muốn của cô đó về hạnh phúc, về một gia đình như thế nào đó, muốn một gia đình ổn định hay là một gia đình mà nó có cái sự phát triển lâu dài, nó có một cái sự sự tăng dần đều về 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 mọi thứ theo thời gian, đúng không? Thì cái thước đo chính là cái giá trị mà cổ muốn theo đuổi, thì đó chính là đáp án. Tập trung vào hai cái rose của cả hai, của anh trai A và anh trai B. Hai cái rose của anh trai A và anh trai B là anh trai A với anh trai B đó. Đó. Xong rồi phải dựa trên một cái thước đo, đó chính là cái inside. Đó chính là cái inside, cái bên trong. Thì nó quay lại câu chuyện inside và outside hồi nãy Thanh nói với các bạn. Các bạn bản thân mình phải xác định được là hiện tại bây giờ trong vòng 3 tháng tới, trong vòng 3 tháng tới 6 tháng tới, bạn đang muốn phát triển cái khâu input là tìm khách hay là khâu output theo cách chốt deal. Thì nếu mà bạn chọn input, tức là trong 6 tháng tới bạn đang muốn tăng lượng marketing, đúng không? Thì đó chính là cái giá trị, mà đó chính là cái thước đo bạn sẽ đem đo cho cái trường hợp là mình đi thuê hay chạy dịch vụ, đúng chưa? Đúng không? Còn nếu mà bạn giai đoạn tới á, mà bạn định phát triển theo cái hướng mà bạn bạn đẩy mạnh cái kỹ năng tư vấn theo khách, đúng không, là cái thước đo của bạn, thì bây giờ bạn nên chọn cái ưu của bạn nên chọn bạn nên chọn là chạy dịch vụ hay là thuê. Thì bạn coi coi những cái mà bạn thuê á, nó sẽ có cái ưu điểm gì, những cái mà bạn tự chạy nó sẽ có ưu điểm gì. Xong rồi bạn coi coi là sắp tới mà mình tập trung mà mình phát triển kỹ năng chốt deal đi, thì liệu bạn có thời gian để bạn học không, liệu bạn có thời gian để bạn học không, để bạn học một kỹ năng mới, hay là bạn đầu tư về marketing tăng thêm tiền không? Khó lắm, đúng không? Mà khi mà bạn khó, bạn không có thời gian đầu tư và bạn cũng không định phát triển nó mạnh lên nữa, thì đi thuê cho nó khỏe. Đi thuê cho nó khỏe, mình đã không mạnh ở đó rồi, mình đã không mạnh cái khâu marketing tìm khách rồi, không mạnh khâu, nói ngắn gọn, không mạnh khâu quảng cáo rồi, mà mình cũng không có hướng, không có muốn phát triển nó trong tương lai nữa, trong ít nhất 6 tháng tới hoặc 1 năm tới nè, thì thôi đi thuê cho khỏe đó. Còn nếu mà bạn á, bạn nhắm giai đoạn tới là giai đoạn mà mình cần tập trung vào marketing tìm khách, tập trung để tăng cái input của mình, output thì tạm tạm giữ như vậy cũng tạm ổn rồi, mình phải tăng cái input để mình có tiền về cái này, cho cái mô hình nó xoay cái này, cái input, cái mô hình, cái dòng luẩn quẩn nó xoay đó cái này đó, thì lúc này mình lại phải suy nghĩ kỹ hơn. Bây giờ nếu mà mình tự làm á, nếu mà bây giờ mình đang tập trung đầu tư vào cái này nè, thì mình đi thuê hay là mình đi học, mình đi thuê hay là mình tự chạy, mình đi thuê hay là mình tự chạy đi, tại vì tự chạy là mình sẽ vừa làm vừa học, đúng không? Mình bỏ tiền ra xong rồi mình tự chạy, mình vừa làm vừa học luôn, thì mình lại tăng cái kỹ năng marketing, không phụ thuộc vào bất kỳ ông nào hết, bất kỳ ông dịch vụ nào ngoài kia hết đó, đúng chưa? Bạn tập trung khâu input thì bạn phải đi 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 học đó, được không các bạn? Cứ nói nhầm, tập trung vào khâu input thì bạn phải đầu tư vào marketing, tức là bạn phải tự chạy, mà phải tự chạy thì tự chạy là một là bạn đi học người khác từ những người có chuyên môn, còn hai là bạn tự nghiên cứu tự vọc, thì nó lại là hai trường phái. Tự vọc thì sao mà nghiên cứu thì sao, tự nghiên cứu thì nó mất tiền mất thời gian chưa chắc gì nó ra kết quả, còn đi học thì có người người ta làm sẵn xong, người ta đóng gói kiến thức lại cho bạn rồi bạn dùng thôi đó. Rồi nó lại có một trường hợp nữa là những bạn mà chọn output,
những bạn mà chọn chọn output, tức là chọn phát triển mảng tăng kỹ năng, nhưng mà bạn ấy lại thích đi thuê, bạn lại thích đi thuê, bạn lại thích chạy dịch vụ thì sao? Thì thật ra nãy giờ mình nói nó sẽ vòng vòng cho tới khi mọi người phải vẽ ra được cái bức tranh tổng thể, từng gạch đầu dòng rồi mình so sánh, đúng không? Vẽ được một cái bức tranh đó. Rồi tiếp thì đây, Thanh sẽ đi qua cái bức tranh trước rồi Thanh mới quay lại cái mô hình xe thành tham thinking này, nên lúc cuối nên tự chạy hay nên đi thuê. Đây thì đây đi thuê nè, Thanh cho các bạn thuê thì nó sẽ có cái brush là gì mà chả phải lo nghĩ gì nhiều hết á, tại vì 90% bên thuê dịch vụ là nó là người ta sẽ lo cho bạn rồi đó, 90% là lo, không phải là 100% nha. Bạn đi thuê nhưng bạn kêu người ta lo hết cho bạn là quá sai lầm. Tiền của bạn, bạn phải là người làm chủ nó. Làm chủ ở đây có nghĩa là gì? Mấy bạn chạy dịch vụ thì mấy bạn chỉ nắm được nắm được cái cách chạy thôi, cái phương pháp chạy thôi, còn thị trường là bạn đang nắm mà, bạn đang nắm thông tin mà. Thì có cái gì biến động thị trường phải báo cho bên dịch vụ người ta biết chứ. Đúng không? Đó. Rồi, thì á, rót của đi thuê là thù lao thì nó tương đối phù hợp, hay đơn giản là nó ngắn gọn là bạn khỏe, đi thuê thì bạn khỏe, tập trung ít thôi. Nhưng mà cái con của nó là gì? Dịch vụ không hiểu thị trường bằng bạn, cho nên khả năng chạy sẽ kém hiệu quả hơn bạn. Kém hiệu quả không phải vì người ta chạy không được, thì có những bên chạy không được thiệt, nhưng mà đa phần đó là người ta sẽ chạy ra số cho bạn, số rất tốt, nhưng mà bạn không chốt được deal, không chốt được deal đó. Thì bạn phải nói chuyện lại với họ, cho họ những cái input, những cái thông tin phù hợp, những cái thông tin về tình hình thị trường, dòng xe phiên bản này, để người ta mới biết người ta tối ưu cái chiến dịch cho bạn chứ đó. Thứ hai là không thể tập trung cho một mình bạn được, tại vì ngân sách của mấy bạn á, thật ra ngân sách của sale thì một tháng vài triệu à, Facebook bây giờ ngân sách trung bình là có đâu đó khoảng 3 4 triệu một tháng là ok, là trung bình mấy bạn sale đang chạy bên Thanh á. Còn còn mà Google thì nó đâu nó rơi vào khoảng Thanh biết là nó khoảng 7 8 triệu, có bạn 10 triệu hơn, đó là cái Google, Google cạnh tranh hơn mà đó. Cho nên là ngân sách nó nhỏ như vậy á, thì mấy bạn dịch vụ phải chạy nhiều rồi, phải chạy nhiều bên thì sẽ không thể nào tập trung cho một mình bạn được, mà không thể đòi hỏi được điều đó vì bạn quá ít. Giờ một tháng bạn ngân sách 30 triệu đi, lo cho mình bạn được 30 triệu, hoa hồng 20% là 6 triệu, chỉ cần nắm 3 người như bạn thôi là tháng 18 triệu rồi, khỏe đó. Rồi cái nữa, thuê dịch vụ thì nhiều bên báo cáo không trung thực, cũng vì mưu sinh thôi các bạn. Bên Thanh thì anh không có chơi cái báo cáo không trung thực, tại vì Thanh Thanh công khai số liệu, công sang ngân khách, công sang công khai ngân sách cho nó khỏe, rảnh đâu mà ngồi đi chỉnh sửa Photoshop mấy số liệu đó mệt cũng chết luôn. Thời gian Thanh để dùng để làm những việc khác, để đi dạy, để chia sẻ tạo giá trị này nọ, sướng hơn, rảnh đâu mà đi ngồi làm những cái ấy như vậy, cho nên cứ công khai đó. Nhưng mà thật ra các bạn cũng phải hiểu là những bạn mà đang làm gọi là đang bùa bùa chú số liệu ngoài kia là các bạn cũng cũng các bạn đó cũng vì mưu sinh thôi đó. Giờ bạn chạy bạn ngân sách 4 triệu một tháng, xong rồi hoa hồng gửi là 500 ngàn, 500 ngàn tôi cho bạn 30 ngày sao được, đúng không? Thì buộc lòng á, các bạn nó sẽ hay chạy theo gói là tổng là 3 triệu rưỡi. Anh đưa em 3 triệu rưỡi đi, em lo cho hết cho anh, em đảm bảo số cuối tháng đủ nhiêu đó cho anh. Xong rồi chi đưa cho bạn 3 triệu, nhưng mà bạn đưa cho 3 triệu thù lao nó là 3 triệu rưỡi, là bạn dự kiến là chạy 3 triệu đúng không, nhưng mà thực tế chỉ chạy các bạn chỉ chạy khoảng 2 triệu thôi, để dành lại 1 triệu tiền ngân sách của bạn với 500 ngàn là coi như bạn nó chạy 2 triệu, bạn nó lời 1 triệu rưỡi, thì cái đó bạn mới sống được. Mà bạn chỉ cần nhận 5 người, 5 người đang tháng 15 triệu khỏe đó. Đó là cái cách của những bạn mà đang chạy cái kiểu mà không trung thực đó. Thanh Thanh biết luôn, nhưng mà Thanh chả thèm chơi. Từ xưa giờ Thanh làm marketing Thanh chạy sạch, chưa từng đụng cái quảng cáo mà đen nào kiểu đó. Thanh công khai số là ok, bất kỳ khi nào cần 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 ad manager thì Thanh đưa cho, Thanh chụp số liệu cho đó, cần quay màn hình quay clip không, Thanh quay luôn cái clip cái số liệu thực tế luôn, không cần Photoshop luôn, cho bạn coi đó. Cho nên là Thanh phải bù lại bằng số lượng. Team của Thanh hiện tại có 7 người á, một tháng chạy 30 mấy 40 sale toàn quốc, thì bù lại người tháng trả được 800 triệu gì đấy, thì tổng team 7 người thì chia ra người cũng đừng khúc đó.
nhưng mà họ hơi lên man xíu ha. Thì cái pros and con ở đây đi thuê á, thì bạn sẽ có ưu điểm là bạn không phải lo gì hết, bạn tập trung vào 10% thôi, và thù lao thì nó cũng không có quá cao nếu mà bạn bán được, nếu bạn bán được đó có 1-2 triệu một tháng thì đó với bạn nó chả thành vấn đề gì nếu mà bạn bán ký được tháng 5 xe đó. Nhưng mà con nó cũng hơi nhiều ha, mình có khắc phục được mấy cái con nó không? Còn tự chạy thì đây, tự chạy thì pros là không phụ thuộc vào bất kỳ ai, không phụ thuộc bất kỳ bố con thằng nào, chỉ phụ thuộc vào Facebook, Google. Bạn tự chạy thì bạn sẽ hiểu thị trường, hiểu thị trường thì từ đó bạn chủ động bạn phân bổ và tối ưu ngân sách hơn. Chẳng hạn như bây giờ bạn đang bật cái thằng Ford Everest bạn chạy, nhưng bạn thấy chết cha rồi, bây giờ trong kho sếp mới báo còn có 2 chiếc thì chạy khỉ gì nữa, dừng liền mà không chạy nữa, chuyển qua chạy thằng khác, mặc dù mới chạy chiến dịch có 3 ngày đó, chuyển qua chạy dòng khác đó. Nhưng mà đối với dịch vụ thì bạn đâu làm vậy được đúng không, bạn đang chạy có mấy ngày xong bạn đổi dòng khác thì một là không được, còn hai là bạn được nhưng mà bạn phải bù thêm cái công người ta lên chiến dịch khác cho bạn chứ, ít nhất là công viết bài chứ đó, nên nó khó. Thì mà tự chạy mình sẽ điều chỉnh hơn hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Rồi tự chạy thì sẽ có cái ưu điểm là tối đa được 100% ngân sách, vì bạn không có phải trả cái phần trăm thù lao nữa hết, cái thù lao đó 1 tháng 1 triệu đó bạn bù qua cho cái ngân sách của bạn luôn, là bạn có thêm 1 triệu. 1 triệu bây giờ có thể ra được 10 số Santa Fe, 10 số Hyundai Santa Fe, ra được 20 số Accent, 20 số Vios, 20 số mà kỹ năng chốt xe của bạn tốt nữa, 20 số bạn không ra được 2 xe cũng uổng á. Thanh gà gà Thanh 25 số Thanh ra được 1 xe, bạn kỹ năng của bạn phải giỏi hơn Thanh chứ thì bạn mới tồn tại được trong ngành này tới thời điểm này đúng không, thì 25 số bạn phải ra được 2 xe, thì 1 triệu bạn ra được khoảng 20 25 số thì bạn ký được 2 xe rồi, 2 xe thì hoa hồng cũng được cũng bù rồi đó. Cho nên là ý Thanh nói là cái 1 triệu để bạn đi thuê dịch vụ á, cái thù lao cho bên dịch vụ thôi đó, còn cái ngân sách của bạn 3 triệu là câu chuyện khác nữa đó. Cho nên là tự chạy thì sẽ tối ưu rất nhiều, hay nói cái cách khác là chủ động, thuê thì là khỏe nhưng mà tự chạy thì chủ động đó. Tự chạy thì nó cũng sẽ có những cái khuyết điểm là mất thời gian vì phải tự mày mò, còn nếu mà bạn chưa rõ thì chưa có kinh nghiệm, chưa kiến thức thì bạn lại mất thêm khúc về tiền, gọi là tiền ngu nữa đó, mà chưa chắc gì cái kết quả bạn ra nó tốt nữa. Xong rồi bạn chạy xong mà bạn không biết đánh giá hiệu quả ra sao, đúng thì là chưa biết là biết, bạn chạy ra số thì bạn lo không biết là bây giờ nó ra tháng sau nó có ra hay không, nếu bạn chạy không ra số thì tất nhiên là sắc mặt, và cho dù bạn chạy ra số nhưng bạn cũng không biết cái cách của bạn nó có đúng hay không nữa để bạn tận dụng được lâu dài nữa. Mà cho tới khi mà từ lúc mà bạn bắt đầu chạy cho tới lúc bạn ra số á là bạn phải mất một cái đống tiền, hồi xưa Thanh mất cỡ 15 triệu 20 triệu Thanh mới học được những cái bài học ngu ban đầu, cho tới thời điểm hiện tại thì Thanh có đâu đó khoảng 40 cái gạch đầu dòng trong cái ngành ô tô này, Thanh chạy và Thanh có khoảng 40 gạch đầu dòng. Ok, cái gạch đầu dòng này là gì, phải chạy hình thức này nó mới tốt. Ví dụ như là Thanh bật mí cho bạn một gạch đầu dòng nha, thời điểm này hoặc là 1 năm nay phải chạy video nó mới tốt hơn cái bài viết nhiều ảnh. Vì sao? Vì Thanh đã thử nghiệm rồi, Thanh biết nhiều bạn chạy cái hình thức carousel, cái hình thức thẻ chạy 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 thì các bạn cứ chạy đi, nhưng mà hình thức đó nó không hiệu quả bằng cái video, chắc chắn với bạn luôn. Rồi cái đầu dòng thứ nhất, cái đầu dòng thứ hai là gì, thằng lead form á, là người ta bấm vào nó ra một cái form, một cái bảng á, nó ra cái bảng số điện thoại để người ta bấm, chỉ cần bấm nút gửi thôi đó là nó sẽ gửi. Với lại là cái hình thức lead messenger, tức là người ta bấm vào cái quảng cáo nó ra cái phần câu hỏi trả lời tự động, xong rồi mình có robot trả lời cho tới khi khách để số điện thoại. Hai hình thức này thì thằng lead messenger nó xem về mặt kết quả với thằng lead form. Nhưng mà bạn vẫn nên chạy thằng lead messenger, tại vì thằng cái cam lead messenger, chiến dịch lead messenger nó có thể nó duy trì cho bạn 30 ngày luôn. Bạn lên chiến dịch xong mà cứ để như vậy 30 ngày nó vẫn hiệu quả. Nếu nó tốt thì nó sẽ hiệu quả luôn 30 ngày. Còn cái cam kia chạy 4 5 ngày là nó xịt rồi. Thời gian đầu nó tốt nhưng mà 4 5 ngày nó bắt đầu nó rớt, nó không ra số nữa thì bạn lại phải lên chiến dịch liên tục thời gian đầu làm. Đó, đó là Thanh chia sẻ hai gạch đầu dòng trong số khoảng 30 mấy 40 cái gạch đầu dòng của Thanh. Vì Thanh chạy quá nhiều rồi. Đó, mỗi thằng nó có ưu nhược điểm riêng. Đó,
Thì cái câu chuyện ở đây là bây giờ rốt cuộc là mình thuê hay tự chạy? Quay lại cái mô hình của Thanh là các bạn tập trung vào giải quyết cái vấn đề là gì? Quay lại câu chuyện là bạn giải quyết cái vấn đề gì? Cái mô hình ra quyết định mà Rush and Con nè, bạn tập trung vào cái ưu của thằng A với thằng B thôi. Ở đây thằng A đó chính là thuê, thằng B chính là tự chạy, thì bạn tập trung vào hai cái ưu điểm của thuê và của tự chạy. Xong ha, tập trung vào hai cái ưu điểm của thuê và tự chạy thôi. Tiếp theo, khi mà bạn làm như vậy á, nếu mà bạn chỉ tập trung vào ưu điểm không á, thì nó sẽ bị một cái lỗ hổng là có quá nhiều nhược điểm. Thì liệu rằng mình có cách khắc phục cái nhược điểm đó không? Thì chúng ta sẽ tới cái mô hình thứ hai. Nhưng mà trước khi tới mô hình thứ hai, Thanh muốn các bạn nghỉ giải lao 3 phút. Ok ha, nghỉ giải lao 3 phút nha. Rồi, nghỉ bây giờ tới 10 giờ mình sẽ quay lại. Đoạn sau sắp xong rồi, còn một hai slide nữa thôi. Cái slide mô hình cuối là dừng rồi. Đó, các bạn giờ kiếm gì chơi các bạn? Kiếm gì chơi hay công bố quà tặng nha. Cái Thanh chia sẻ hôm nay Thanh biết là nó khá là nặng, tại vì nó thiên về lý thuyết nhiều hơn, gọi là khoa học về việc ra quyết định. Nó lý thuyết nó hơi chua, nhưng mà các bạn tin Thanh đi, khi mà các bạn học được hai cái mô hình này rồi á, bạn sẽ giải quyết được mọi vấn đề, bạn sẽ ra được quyết định, ra ra quyết định mọi vấn đề. Đó. Mini game gì cho sớm ha, mini game gì cho sớm ta. Rồi cho các bạn một cái khảo sát mini game nè. Có sẵn. Anh em ở đây đang tìm khách bằng Facebook hay Google? Các bạn bình luận A nếu mà bạn chỉ đang tập trung chạy quảng cáo Facebook, chọn B nếu mà bạn chỉ đang tập trung vào Google, chọn C nếu bạn đang dùng cả hai, chọn D nếu bạn chưa dùng cả hai. Rồi anh em bơi vô nào, bơi vô A B C D, quẹo lửa quẹo lửa. A B C D đó, A B C D các bạn bình luận nha. Bạn đang tìm kênh nào, Facebook hay Google, tìm quảng cáo tìm khách á đó. Đó, A nếu bạn chỉ Facebook, B nếu chỉ Google, C nếu cả hai, D nếu chưa dùng cả hai. Đó, các bạn chơi mini game đi, xong rồi bạn nào mà có câu hỏi thì cứ đặt câu hỏi. Lát Thanh sẽ lướt 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 lại Thanh coi ha. Ok, các bạn A B C D, A B C D. A với C hơi nhiều ta, gần như là tất cả luôn rồi. Còn những bạn còn lại thì sao? Còn cũng hơi nhiều nhiều người chưa bình luận á, mạng lắc không mấy bạn. Bình luận tiếp đi các bạn. Đó, tương tác vô. Những cái buổi như thế này á, chia sẻ miễn phí đúng không? 9 10 giờ đêm. Thanh thì lại nhiệt tình chia sẻ, không có giấu bất kỳ cái gì hết á. Đó. Thì cái năng lượng nó quan trọng lắm. Các bạn phải tương tác với Thanh thì Thanh mới tương tác lại. Các bạn nhiệt tình với Thanh thì Thanh mới tương tác lại. Đó. Rồi các bạn bình luận tiếp nha, chọn Facebook các bạn đang chạy ABCD các bạn bình luận nha. Nãy có người chọn D đó rồi. Chưa dùng cả hai. Mà gọi là chưa dùng cả hai mà số ra mầm á. Ok. Rồi. Rồi ha. Nói chung là nó phải mình phải tương tác rồi vô các bạn. Thanh cái này nó gọi là cái văn hóa của Thanh luôn rồi đó. Bạn thấy trong cộng đồng mình gần đây có một vài anh em chia sẻ viết bài rất là hay, những bài rất có giá trị, rất tâm huyết, và nhìn vô là mình biết là họ phải tâm huyết dữ lắm họ mới viết chia sẻ cái đó trong cộng đồng của mình. Thì với những cái bài như vậy các bạn hay thấy Thanh lúc nào cũng có mặt Thanh vô đó nè, trừ khi Thanh không không biết có cái bài viết đó, chứ nếu có là Thanh phải bay vô Thanh bình luận, Thanh thả tim, Thanh thả like và Thanh bình luận, Thanh bình luận cảm ơn, Thanh bình luận nói cái câu gì đó, hoặc là đơn giản là Thanh thả cái sticker. Các bạn biết làm để chi không? Để cho cái người viết có cái động lực các bạn. Đó. Cái việc người ta có nhiều cách để làm thương hiệu, có nhiều cách để bán hàng, nhưng mà có một cách đó là mình vừa chia sẻ mà mình vừa làm thương hiệu luôn, mình vừa chia cách mình vẫn bán được hàng nhưng mà mình vẫn chia sẻ các bạn, thì nó là một điều rất tuyệt vời.
Chứ như Thanh, Thanh cũng bán hàng mà, đúng không? Các bạn biết Thanh có khóa học, Thanh có dịch vụ đúng không? Thanh có khóa học quảng cáo, Thanh có dịch vụ. Nhưng mà nếu mà cứ làm theo cái kiểu bình thường thì ai cũng làm được. Còn Thanh đó thì Thanh lại chia sẻ giá trị trước, xong rồi anh em nào thấy hợp, hợp giá trị, hợp quan điểm, hợp cách sống thì anh em tới với mình. Vậy thôi. Có nhiều bạn sẵn sàng bỏ ra khóa học, bỏ ra 12 triệu cho khóa học một kèm một chỉ để nói chuyện với Thanh, chỉ để Thanh chỉ cho 3 ngày. Đó, cái câu chuyện đó. Hôm nay Thanh trễ là vì Thanh đi dạy cho bạn đó đó. Thanh dạy một kèm một xong bị mắc mưa mới về trễ. Đó. Thì người ta sẵn sàng tới bỏ tiền ra. Đâu rồi? Ok. Rồi, các bạn thấy mặt Thanh xíu ha. Cho nên là mình phải cho giá trị, thì với những người cho giá trị như vậy á, người ta chọn cái phương pháp cho đi rồi thì mình phải tương tác lại với họ để động viên những người, những anh em đó tiếp tục chia sẻ giống như các bạn á. Vậy sao những bạn ở đây là Thanh muốn các bạn là nếu được các bạn hãy thấy những cái bài đăng của Thanh thì các bạn thả tim, thả like, đăng cái sticker gì đó cũng được, không quan trọng đó, đừng chửi Thanh được rồi. Góp ý thì inbox riêng, góp ý thì inbox riêng đó. Còn không thì cứ cứ nhắn tin thả sticker gì đó, nhắn tin bình luận sticker cho vui để Thanh có cái động lực Thanh còn làm tiếp nữa. Còn huống hồ cái buổi này là mặc vest nóng muốn chết luôn các bạn, nóng nực tối mà phải mặc vest nữa nè, chỉ để cho các bạn có hình ảnh đẹp thôi. Rồi Thanh thấy đa phần các bạn là chọn đang chạy Facebook và là Facebook và Google luôn đó, gần như là tỷ lệ là 50-50 á đó. Có một bạn đang chạy Google với Sơn Nguyễn. Sơn Nguyễn ơi, nên nghĩ thêm về cái Facebook nha. Thời buổi bây giờ á, Google không là cạnh tranh rất cao. Cái thằng Google á, nó đo bằng từ khóa. Thì bạn biết không, cái từ khóa đó một tháng nó chỉ có một cục kìa, chỉ có nhiêu đây lượt tìm kiếm thôi. Mà muốn tăng lên tăng nữa nó không được, có nhiêu đây nhu cầu. Thì bây giờ một ông quảng cáo vô nó cũng nhiêu đây, 100 ông nó cũng nhiêu đây. Mà khi 100 ông thì tự động anh em, tự động chi phí CPC nó cao lên, thì bản thân anh em sale đang tự cạnh tranh với nhau. Cái thằng lời nhất là thằng Google đó, chứ không ai đó. Cho nên là đa dạng kênh lên, ai đang chạy Facebook thì nên mở thêm Google hoặc là Zalo gì đấy không biết, ai đang chạy Google thì mở thêm cho Thanh Facebook đi. Bây giờ Facebook nó là xu hướng. Nếu như mà thời điểm mà 8 tháng trước á, những cái ngày đầu Thanh livestream á, cái lượt người xem nó cực kỳ thấp, có 7 8 người các bạn, 9 10 người mà Thanh vẫn nói. Bây giờ nó được nhiều hơn xíu đó. Và cái thời điểm đó khi mà Thanh hỏi ai chạy Facebook thì mọi người no 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 no, rất ít người chạy Facebook nha, đa phần là chạy Google. Nhưng mà gần đây thì cái làn sóng chạy Facebook nó nhiều lên, thì khi Thanh hỏi bất kỳ những anh em ở đây thì đa phần anh em ai cũng chạy Facebook hết đó. Tức là bạn nghĩ là sau 8 tháng cái công cụ nó phát triển cỡ nào, người ta dùng rất là nhiều, anh em tin tưởng rất là nhiều vì nó hiệu quả nên người ta mới dùng. Hoặc nếu nó không hiệu quả đi thì là do những cái kênh khác nó kém hiệu quả hơn, như thằng Google nó kém hiệu quả đi thì người ta mới bỏ qua đây đó. Đó là cái câu chuyện. Và Thanh thấy Facebook bây giờ thị trường mở một cái tẹp to đùng, cái tẹp 500 500 ngàn người bạn xài, biết bao giờ mới bán được khách, tẹp quá lớn quá tốt. Ok, giải lao xong rồi các bạn, thì bây giờ mình sẽ quay lại nội dung. Nhưng mà Thanh thấy số lượt mắc xem hơi ít. Bây giờ các bạn ở đây các bạn tag tên hai người bạn vào nhé, bạn tag thêm tên hai người bạn vào để cho cái lượt mắc xem với lượt người xem nó tăng lên một xíu đi các bạn. Tăng lên xíu thì Thanh có động lực Thanh chia sẻ máu hơn nữa cái đoạn cuối và tặng quà cho các bạn luôn. Tag hai ba người bạn vô ha, tag hai ba người bạn vô, bạn tag đi, các bạn nó ngủ rồi thì ngày mai các bạn đọc, các bạn đó vào xem không sao hết đó. Mai các bạn nó vào xem không sao hết, cái livestream này sẽ được giữ lại nên bạn yên tâm đó. Còn nếu mà bạn còn nếu bạn nó đang online thì các bạn nó sẽ vào thôi. Rồi, còn bạn nào chưa thả tim thì nhớ thả tim nha. Rồi, chưa hay là do mạng yếu ta mà không thấy mọi người phản hồi luôn á. Alo, các bạn còn nghe Thanh nói không? Nếu các bạn nghe các bạn bấm một nha, nếu các bạn đang nghe Thanh nói các bạn bấm một nhé.
Nếu các bạn đang nghe Thanh nói các bạn bình luận một nhé. Các bạn đang nghe Thanh nói các bạn bình luận một nha, để Thanh biết các bạn còn. Tự nhiên Thanh thấy các bạn đang im đó, đang im lặng á. Nếu các bạn không tắt thì các bạn bấm một vào nha. Đâu rồi ta? Ok rồi, anh đã thấy như vậy là do mạng nó chậm thôi, mạng chậm thôi chứ không phải là do mọi người, không phải là do các bạn ha. Anh thấy bạn bình luận cũng xôm tụ quá mà. Đấy. Tính ra những bạn trên hội bây giờ lại chưa thấy Thanh nữa ta, lại không thấy cái livestream của Thanh. Thôi. Ok. Rồi. Mình sẽ tiếp tục nội dung nha. Mình sẽ tiếp tục nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Rồi, cảm ơn Việt Trung Hoàng, cảm ơn Châu Sa, cảm ơn Sơn Nguyễn, cảm ơn Thanh Tú Nguyễn, cảm ơn Lương Nguyễn, cảm ơn Bảo Trần, cảm ơn Nguyễn Hoàng Khương, Lương Nguyễn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn ha đã tương tác. Rồi, mình sẽ tiếp tục. Thì ở đây mình đã nói về tự chạy nó có cái pros nào rồi, ưu điểm nào, nhược điểm rồi. Thuê thì nó cũng có ưu điểm và nhược điểm rồi. Nhưng ở đây theo như cái mô hình Thanh chỉ các bạn, mô hình pros and cons á, thì mình chỉ tập trung mình so sánh cái pros của thuê với là cái pros của tự chạy thôi, hai cái ưu điểm thôi. Và mình sẽ so sánh dựa trên cái thang đo là cái giá trị, cái mục tiêu bạn mong muốn trong vòng ngắn hạn là 3 tháng tới, dài hạn là trong vòng 2 năm tới. Đó. Nếu như mà trong 2 năm tới bạn muốn dùng Facebook cho bạn muốn dùng quảng cáo Facebook, quảng cáo Google, những cái công cụ marketing nó cho những cái việc khác nữa, ngoài việc làm sale, làm những việc khác nữa, thì bạn nên đi chạy, bạn nên tự học để tự chạy có kinh nghiệm sau này ứng dụng. Còn nếu mà bạn tính là mình sẽ theo nghề này luôn và mình muốn làm sale các thứ, mình muốn phát triển cái mảng, tập trung vào cái mảng kỹ năng sale đó, thì bạn có thể cân nhắc việc đi thuê đó. Tất nhiên ở đây khi mà hỏi á, thì anh em sẽ thiên về là mình muốn phát triển cái kỹ năng mình muốn phát triển cái kỹ năng sale nhiều hơn, tại vì cái theo cách chốt deal á, nãy anh em trả lời câu đó quá trời. Thì á, Thanh muốn anh em chậm lại một nhịp. Tất nhiên anh em làm sale thì cái đó nó phải là cái mạnh nhất của anh em rồi, đúng không? Anh em làm sale thì tất nhiên là cái việc mà kỹ năng sale của anh em là nó đã tốt rồi, chắc chắn tốt hơn marketing. Nếu không thì anh em làm nhân viên marketing rồi. Còn Thanh đó là Thanh là mạnh gì marketing đó. Thì cái sứ mệnh của Thanh khi mà xây dựng cộng đồng này và tới thời điểm này Thanh vẫn làm trong một năm nay, đó là Thanh muốn nâng tầm kỹ năng marketing của anh em sale đó. Và anh em sale cái việc anh em sale coi cái việc học marketing tự Thanh hay là tự những người khác là học để áp dụng cho công việc kinh doanh của mình, áp dụng cho cái việc bán xe của mình đó. Cho nên á, mình để ý nếu như mà cái năng lực chốt sale, năng lực theo khách chốt deal của mình á, nó đã cao sẵn rồi, nó đã như vậy rồi, và cho dù mình có cố hơn nữa nó cũng sẽ không tăng lên. Ví dụ anh em năng lực của anh em đang 7, nếu mà anh em tập trung nhiều, thiệt là nhiều, trong vòng 3 tháng tới từ 7 nó lên có 8 mà nó chả giải quyết được vấn đề gì, đúng không? Còn nếu anh em năng lực marketing của anh em đang 2 hoặc là đang 1 đi, năng lực marketing tìm khách của anh em đang 1 và 1 tháng anh em cũng đã có được hai ba số hai ba hợp đồng rồi, thì bây giờ chỉ cần anh em tăng từ 1 lên 2 thôi, từ 1 lên 2 thôi, thì cái việc đó nó không khó, tự học cũng được, tự học tự vọc nó cũng từ 1 lên 2 được. Nhưng mà anh em biết hiệu quả là gì không? Từ 1 lên 2 là mình nhân đôi rồi, là mình đã tốt hơn gấp đôi rồi. Thì cái kết quả cỡ nào nó cũng phải tốt hơn gấp rưỡi tới gấp đôi. Tức là anh em chỉ cần tốt marketing lên từ 1 lên 2 thôi, là tự động cái hợp đồng của anh em nó sẽ từ 2 hợp đồng 1 tháng lên 4 hợp đồng.
nôm na là như vậy. Và giả sử anh em marketing từ 1, anh em không lên 2 mà anh em từ 1 lên 5 thì sao? Anh em tốt lên 5 lần thì sao? Thì cái số hợp đồng của anh em cuối tháng nó sẽ tăng lên gấp 5. Gấp 5 thì hơi quá. Tăng 5 về marketing thì cho cứ tăng 2, tăng 3 về mặt kết quả đi. Đó. Thì mình hãy xét tới cái sự là cái trạng thái hiện tại của mình và cái trạng thái 3 tháng nữa mình sẽ đạt được là nó tăng bao nhiêu. À, trạng thái 3 tháng nữa mình đạt được nó tăng bao nhiêu. Đó. Nói lại ha các bạn, để các bạn nhiều khi buồn ngủ. Tức là mình có hai vế, là một bên, tức là mình đang Thanh đang nói về cái inside á, tức là cái bên trong các bạn á. Thì hồi nãy các bạn chốt với Thanh là các bạn có bình luận với Thanh là các bạn đang giai đoạn tới muốn phát triển về kỹ năng sale nhiều hơn là cái khâu input, cái khâu tìm khách. Thì bây giờ Thanh muốn các bạn chậm lại một nhịp sau livestream này, tối nằm ngủ suy nghĩ, ngày mai có một buổi sáng để suy nghĩ nữa, là liệu rằng cái trình độ, cái kỹ năng chốt sale của anh em theo cách chốt sale của anh em đang ở mức mấy, xong rồi anh em có thể trong vòng 3 tháng tới anh em tăng nó lên mấy, và trong vòng 1 năm tới thì anh em sẽ tăng lên mấy. Nhớ nha, đang ở mức mấy, trong vòng 3 tháng nó sẽ lên mức mấy, trong vòng 1 năm nó sẽ lên mức mấy, là hai câu. Rồi, còn đối với cái việc mà tìm khách quảng cáo hay là những cái kênh miễn phí gì đấy không biết, nhưng mà về mình nói về mặt ngắn gọn là tìm khách, thì anh em đang ở mức mấy và liệu rằng trong 3 tháng nữa mình có thể tăng nó lên mức mấy, 1 năm tăng lên mức mấy. Đó, lúc đó thì anh em mới biết được là cái nào mình nên tập trung trong 3 tháng tới và trong 1 năm tới. Đó, nhưng mà theo hồi nãy anh trình bày á, khả năng rất cao là cái kỹ năng marketing của anh em nó đang dừng ở mức 0 hoặc 1 hoặc 2 thôi, đang rất thấp trên thang 10. Thì từ cái 012 á, từ cái 012 á mà để đẩy lên 4 5 6, từ 2 lên 4 lên 5 thì nó dễ hơn cái việc mà từ chút dễ hơn cái việc mà cái kỹ năng sale của anh em nó đang ở mức 8 rồi. Anh em lên nữa, 3 tháng mình cố gắng chỉ lên được 9 thôi. 1 năm mình cố gắng chỉ lên được 10 thôi, mình là best sale luôn. Mình đã là best của best sale luôn, nhưng mà chỉ 8 lên 10 thôi, tức là tăng có 20%. Còn trong khi marketing á là đang từ 2, anh em chỉ cần lên 3 thôi là tăng 50%. Từ 2 lên 4 là tăng 100%. Từ 2 lên 6 là tăng 300%. Cái nào sẽ ra kết quả hơn à? Thanh không biết. Nhiều khi kỹ năng anh em giờ marketing đang mức 4 rồi sao? Ok. Rồi. Đây là agenda ha, nói chung phần trình bày sắp xong rồi, 5 phút này sẽ xong ha các bạn. À, Luân, bạn Luân có hỏi là có like trên YouTube không, thì em không like trên YouTube anh, nhưng mà sau buổi hôm nay thì em sẽ tải nó về, tải video này về rồi up lại lên YouTube. Thì mình có thể theo dõi kênh YouTube của Học viện Phùng Phiêu ha. Kênh YouTube của Học viện Phùng Phiêu ha. Em gửi cái đường link. Kênh này em chưa làm hết, nó đang đang đăng đang đang soạn lại video dần dần. Nhưng mà cũng gửi cho mọi người tham khảo. Anh em mà có coi tới đây kịp thì thả một cái kênh YouTube nha. Thả thì vào xem và cho Thanh một cái subscribe. Đó, thật từ từ Thanh sẽ đăng cái clip chất lượng lên đây. Rồi. Ok nha. Quay lại present. Rồi. Cái mô hình Thanh định nói ở đây nó chính là đây, mô hình second, nó là second order thinking. Second order thinking, các bạn đọc tiếng Anh thì các bạn sẽ hiểu, không thì cũng cũng không có gì căng hết. Thanh sẽ giải thích ngay sau đây. Mô hình này nó nói là cái gì? Mô hình này ngắn gọn thì nó sẽ giúp cho bạn giải quyết cái vấn đề mà bữa giờ bạn đang bị, cái vấn đề mà Ross and Con nó không giải quyết được. Ross and Con đúng là bạn chỉ tập trung vào Ross của A và Ross của B thôi để bạn quyết định chọn A hay chọn B.
Nhưng vấn đề ở đây là khi mà bạn chọn A hay B đi, thì đồng thời lúc đó bạn bạn chọn cái mà nó hợp với bạn nhất, cái mà bạn cho là tốt nhất thời điểm này, thì đồng thời lúc đó nó cũng có một cái rủi ro tương ứng đó, và cái độ rủi ro nó bằng với cái cơ hội luôn. Cái độ rủi ro của cái là cái độ rủi ro là cái nhược điểm đó, nó cái độ rủi ro cái kết quả xấu mà cái nhược điểm nó mang lại nó sẽ bằng luôn đó. Như hình trên này nè, nếu mà bạn nữ đó bạn chọn Anzai A, bạn chọn Anzai A đi, là cái anh mà giàu giàu á, giàu giàu mà lớn lớn hơn 10 tuổi á, đúng không, thì có cái nhược điểm, ưu điểm cũng có đó, nhược điểm là cũng có, nhưng mà vì bạn nó muốn nhà có, nhà có xe có thứ đó, thì bù lại là anh đó ảnh lại bị cái là ảnh hơi bị gia trưởng một xíu, nó khó tính một xíu đó, và ảnh cũng không được đẹp trai nữa đó. Thì áp dụng tiếp cho Thanh cái mô hình second order thinking, có nghĩa là tư duy cấp độ 2. Second order thinking có nghĩa là tư duy cấp độ 2, là bạn nghĩ xa hơn một bước nè, nghĩ xa hơn một bước nè, nghĩ xa hơn một bước nè, nghĩ xa hơn để làm gì, để bạn khắc phục cái cons của A, đúng không? Bạn đã chọn được A rồi, tức là bạn đã chọn vì cái ưu điểm của A, nhưng mà đồng thời với đó bạn biết là chắc chắn nó sẽ kèm theo cái cục xịt là cái con, là cái nhược điểm đó, thì lúc đó bạn sẽ tìm cách để khắc phục cái nhược điểm này trước ngay từ đầu bằng cách bạn vẽ ra kịch bản đâu là cái kết quả tệ nhất có thể xảy ra của con A. Ở đây là nếu mà quen anh này, cưới anh này về, ảnh gia trưởng vậy, ảnh có tuổi như vậy, ảnh không đẹp trai như vậy, thì đâu là kết quả tệ nhất? Tệ nhất là về làm ô sin, đúng không, hoặc tệ nhất là về mà thấy mình không hợp thì ảnh lại bắt đầu là ảnh tìm những cô khác rẻ hơn đó, thì đó là cái kết quả tệ nhất. Xong rồi đặt tiếp trường hợp, liệu rằng có cách nào khắc phục cái trường hợp đó không, đúng không? Liệu rằng có cách nào khắc phục được cái kết quả tệ nhất đó không? Mà nếu mà cái kết quả tệ nhất nó xảy ra thì mình sẽ làm gì tiếp? Liên tục đặt cái câu hỏi các bạn. Thì bạn sẽ thấy bên phải nè, nó là cái mô hình nè, nó sẽ ghi sao, nó sẽ nói sao. Là first order consequence, tức là tư duy cấp độ 1 là bạn nhìn thấy cái kết quả hiện tại thôi, là good và bad, đúng không? Tức là tích cực và ưu điểm và nhược điểm nè, cái đó là bạn suy nghĩ có một cái à. Xong rồi bây giờ second order thinking thì với cái bad outcome này, với cái kết quả tệ này, thì bạn suy nghĩ tiếp là trong cái tệ đó, cái trường hợp tệ nhất xảy ra là gì, cái trường hợp tệ nhất có thể xảy ra của thằng bad outcome này là gì, và trong đó nếu mà trường hợp nó xảy ra cái tệ như vậy á, thì trong cái tệ đó mình sẽ giải quyết như thế nào để cho từ cái tệ mà nó ra cái tốt hơn, nó đỡ đỡ hơn xíu, hoặc là từ cái tệ mà nó ra ra cái tệ hơn mình ra cái tệ nó là tốt hơn xíu là ok, và mình tiếp tục mình dự trù qua. Vậy thì lỡ mình xử lý như vậy mà nó sai nó thì sao, nó đi tông nữa thì sao, thì lại tiếp tục third order consequence, third order thinking, tư duy cấp độ 3, nhưng mà hơi bị rối não cho nên các bạn dừng lại tư duy cấp độ 2 rồi, tập quen dần dần rồi mới lên cấp độ các bạn. Thì ở đây quen một anh trai lớn tuổi hơn, ảnh chọn mình có thể vì mình đẹp gái, mình có nhà có xe, ôi vẫn chọn luôn. Rồi quen anh trai về xong vài bữa, nếu mà ok bây giờ trường hợp mà ảnh có chia tay mình, nó có buồn nhí thì mình sẽ xử lý như sao, là trong lúc mà ảnh đang yêu mình á, trong lúc mà ảnh đang yêu mình thì mình có cái gì mà ảnh cho mình thì kêu ảnh, ảnh nói mà ảnh tặng mình thì mình kêu ảnh cho mình đứng tên kêu ảnh cho mình đứng tên thôi, để mai mốt có vấn đề xảy ra thì cái tài sản đó nó của mình đó là một cái cách giải quyết các bạn đó đó. Hoặc là sao, hoặc là trường hợp gì, thậm chí là trước khi cưới phải tìm cách kêu ảnh tặng cho mình này cho mình kia để ký, gọi là để rồi trước khi kết hôn đó, và mình đứng tên, tại vì các bạn mình phải hiểu với nhau là những cái tài sản trước khi kết hôn mà đứng tên của cá nhân đó, thì nó là tài sản tiền hôn nhân, thì nó là tài sản riêng của vợ hoặc của chồng đó, còn khi mà mình kết hôn những cái tài sản sau đó là tài sản của chung, thì khi có vấn đề xảy ra phải chia
phải chia cho cả, nói chung phải chia hai lý thuyết là vậy đó, còn trước đó thì không tính. Thì những bạn mà tinh vi á, những bạn nữ mà tinh vi mà gọi là có cái kiểu cái second order thinking, tư duy cấp độ 2 như vậy, thì bạn nó sẽ nghĩ được xa tới như vậy. Và bây giờ người ta đang yêu mình vì mình đẹp gái, vì mình là nọ, cho nên có nhiều cái người ta sẽ cho đi, và hai người đều bình đẳng với nhau, và thấy cái việc mà anh có tiền, anh yêu em cũng yêu anh, thì cái việc anh tặng em những thứ đó là bình thường, em cứ đứng tên, nó cũng chả liên quan gì. Anh cho em cái nhà thì anh có cả chục cái nhà, anh cho có một cái nhà thì có ảnh hưởng gì đâu, kiểu kiểu vậy đó. Xong rồi, ok, nếu trường hợp đó xảy ra thì bây giờ đó, nói chung không ví dụ sâu được, tại vì thật ra cái ví dụ đó là cái ví dụ mình đã nói ví dụ tệ, nói ví dụ nó tiêu cực quá, nhưng mà các bạn hiểu cái ý nó là vậy ha. Mình thấy cái tốt rồi, ok, mình chấp nhận, nhưng mà đồng thời với đó là những cái kịch bản xấu. Thì với cái kịch bản xấu này thì mình sẽ giải quyết làm sao với nó, phải nghĩ ngay từ bây giờ thì liệu có cách nào giải quyết hay không, đúng không? Rồi, cái này Thanh nghĩ là bình thường các bạn cũng có hay nghĩ tới, nhưng mà mình không có gọi tên được nó thôi. Thì hôm nay Thanh gọi tên cho các bạn, nó có tên là mô hình Second Order Thinking, dịch ra tiếng Việt là tư duy cấp độ 2. Là bạn hãy nghĩ thêm một tầng nữa, nếu trường hợp tốt xảy ra thì kết quả tiếp theo là gì, nếu trường hợp xấu xảy ra thì kết quả tiếp theo là gì, kết quả tệ nhất hoặc tốt nhất là gì, mà nếu mà nó tệ nhất như vậy thì mình làm cái gì tiếp theo, nếu nó tốt nhất thì mình làm cái gì tiếp theo. Đó, tư duy cấp độ 2. Các bạn thấy đoạn này hay không? Nếu hay thì cho mình một tràng yes. Đó, nếu hay thì bình luận yes cho Thanh. Rồi, yes cho con các bạn. Yes, yes, yes. Hay không? Hai mô hình quá tuyệt vời luôn. Pros and con. Second order thinking. Rồi. Ok. Rồi ha các bạn. Bây giờ tới phần hỏi đáp đây. Các bạn có câu hỏi gì các bạn có thể hỏi nha. Các bạn có câu hỏi gì có thể hỏi nha. Alo. Thanh lục lại những cái câu hỏi ở đầu nha. Có bạn hỏi là Phan Thanh Thiên hỏi là em đang cảm nhận mình mạnh ở output thì cần làm gì trước ạ? À? Thì nãy giờ Thanh cũng có chia sẻ rồi đúng không? Bạn mạnh ở output thì việc làm tiếp theo của bạn là cái output của bạn nó đang nằm ở thang máy trên 10 điểm. Rồi kỳ vọng của bạn trong 3 tháng tới cái số nó sẽ lên mấy? Kỳ vọng của bạn trong 1 năm cái số cái output đó nó lên mấy? Rồi. Thì liệu rằng giai đoạn này bạn có thể dành toàn tâm toàn ý để luyện cái skill đó lên không? Nếu câu trả lời là có. Không. Liệu rằng giai đoạn này bạn có thể dành toàn tâm toàn ý để làm nhưng mà nó ra kết quả là từ cái số này nó lên cái số cái này hay không? Skill bạn đang 5, bạn luyện 3 tháng bạn lên được 6. Hoặc luyện 1 năm bạn lên được 9. Thì bạn có chấp nhận không? Nếu chấp nhận, nếu thấy phù hợp thì ok, chốt. Chốt là mình sẽ luyện skill này. Thì khi mà mình luyện skill này á thì cái phần marketing á mình phải đi tìm một đơn đi tìm một cái giải pháp khác. Bằng cách là gì? Số tiền hiện tại chi thì cứ giữ như vậy, nếu đang thuê thì cứ giữ thuê ngân sách như vậy không tăng, cứ giữ nguyên để mình tập trung cái này. Còn nếu mà bạn đang tự chạy thì cứ giữ như vậy, cứ giữ như vậy, cứ giữ như vậy. Hoặc là có thể đi thuê bên khác, nhưng mà cái chi phí thuê á, cái chi phí cái ngân cái tổng ngân sách mà cả thuê và cả 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 thù lao và cả ngân sách á, nó phải bằng với số tiền hiện tại bạn chi đó, để đảm bảo nó ổn cái khu kia đó, cái ổn, nó ổn cái khu marketing để mình tập trung mình phát triển cái mạng này à. Hoặc là bạn muốn chơi sập luôn thì bạn muốn nhanh luôn đó, thì bạn tự chạy luôn cho nó nhanh cho nó khỏe, nhưng mà bạn học đúng khóa học 3 ngày của Thành, 3 buổi của Thành, học xong 3 buổi kỹ năng của bạn chắc chắn là lên liền về Facebook ads.
thì bạn chơi một phát là xong, coi như là bạn nâng cấp từ từ 1 lên 4 cho kỹ năng marketing chỉ với 3 buổi thôi. Đó, câu chuyện đơn giản vậy. Lên 3 buổi xong rồi mất 3 buổi là xong, rồi bạn luyện luyện thêm nữa, bạn để bạn duy trì cái số từ 1 lên 5 đó thôi. Còn lại thì bạn tập trung để phát triển cái khâu kia. Ha. Rồi. Em chưa nghĩ tới. Rồi câu hỏi nè, nếu chưa chi tiền marketing thì sao anh? Là nãy có bạn hỏi. Thì trước giờ bạn chạy ra số vừa vừa nhẹ nhẹ nhưng mà bạn chưa chi tiền marketing. Thì bây giờ giải pháp là bạn hãy bắt đầu chi đi. Tại vì một cái lời khuyên mà Thanh luôn luôn khuyên các bạn đó là gì? Đừng bao giờ bỏ trứng như một giỏ. Bạn đang có kênh này rồi thì bạn phải liên tục suy nghĩ làm sao mình mở thêm một cái kênh khác. Cái kênh khác á thì mình mở ra nhưng mà mở nhẹ nhẹ thôi, không cần phải mở quá mạnh, không cần không còn phải bung quá mạnh, cứ bung nhẹ nhẹ em. Để làm chi? Để khi mà cần mình cứ chạy đi, khi mà cần thì mình bung nó to lên, bung nó mạnh ra. Để cho tới chứ bạn không không đầu tư kênh khác á. Triều đúng không? Chứ mà em không đầu tư kênh khác á thì vài bữa nữa khi mà cái kênh em đang chạy, cái kênh đang ra số chính của em á nó có vấn đề đi. Giả sử Facebook profile của em bị bay đi thì em lại bí, em lại không có một cái kênh thay thế khác để có thể tăng được cái số lượng khách về một cách cao nhất đó. Còn trong khi nếu mà bây giờ em vừa chạy làm thương hiệu cá nhân bắn điêu các thứ, em kết hợp thêm một kênh Facebook nhẹ nhẹ, một tháng em chi khoảng 2 triệu mấy, 3 triệu, khoảng 3 triệu đi, cứ em tháng 3 triệu 3 triệu 3 triệu, thì tới khi mà em bị chỉ tiêu cao hơn thì em chỉ cần em đẩy thằng cái kênh hiện tại của em, hoặc là em đẩy thêm cho Facebook Facebook quảng cáo Facebook á. Còn hoặc là trong trường hợp mà như anh nói là cái profile của em nó bị bay thì em lại có cái em có cái kênh còn lại thì em bung tiền thêm, thay vì 3 triệu bây giờ là 6 triệu, nó gánh lại gánh tim đó, đừng bao giờ để trứng một giỏ. Rồi các bạn cứ đặt câu hỏi tiếp nha, Thanh đang đọc á, Thanh đang trả lời á. Live stream của mình chắc cũng sẽ sắp kết thúc rồi, khoảng 5-10 phút nữa thôi. Thường mới chạy thì nên chạy ngân sách bao nhiêu, cái này là tùy thôi, tùy vào cái mức em có. Nhưng mà thường thường anh thấy nếu mà anh chạy Facebook Ads á thì khoảng 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 nhẹ nhẹ thôi. Em chạy ngân sách 3 triệu được rồi, 3 triệu xong rồi thù lao thêm cá nhân một người á, ngân sách khoảng 3 triệu rồi, mà thù lao đâu đó khoảng 1 triệu nữa là 4 triệu. Đó. Chi phí quản lý của bên anh là bao nhiêu? Chi phí quản lý dịch vụ thì cái này thật ra nó không nằm trong nội dung ngày hôm nay nên Thanh không chia sẻ được. Các bạn muốn muốn xem thì các bạn vào Facebook của Thanh, hoặc là Facebook Duy Thanh MGT, hoặc là các bạn vào vào kênh vào website website funfill.edu.vn á, thì nó sẽ có cái thông tin đó, có thông tin đó ha, thông tin đó thì các bạn đọc, các bạn kéo xuống cuối á, bạn vô xong rồi bạn kéo xuống cuối thì phía cuối nó sẽ có cái câu một cái đường dẫn tên là chính sách dịch vụ bên thật đó. Rồi chứ mình đang livestream mình chia sẻ cho anh em nó via trá hình nữa kì. Ok rồi anh em hết câu hỏi rồi thì quay lại cái câu chuyện là rốt cuộc thì hôm nay cái bài toán anh em đã được giải quyết chưa? Anh em đã biết là nên thuê hay chạy dịch vụ chưa? Rồi, thì câu trả lời có thể là chưa. Nhưng mà Thanh bài hôm nay Thanh chia sẻ không phải là muốn anh em chọn ngay được. Thật sự như vậy. Thật sự là không không phải Thanh chia sẻ để anh em chọn ngay. Cái việc đó ai cũng làm rồi, và anh em tự mình cũng đã biết được, trước giờ anh em cũng đã cảm nhận là mình nên có hay là nên nên chạy hay là nên thuê rồi đó. Nhưng mà hôm nay á, nếu mà anh em tìm ra được câu trả lời ngay tại buổi này luôn thì quá tốt. Còn nếu anh em chưa chạy chưa chưa tìm ra được thì anh em coi lại cho Thanh cái livestream này lần 2 lần 3 ha, chưa tìm ra câu trả lời thì nghe lại lần 2 lần 3 xong rồi suy nghĩ, anh em có cái hình dung ở trong đầu đi, cái việc này nó không gấp đâu, nó cứ suy nghĩ dần dần, khi nào thông rồi thì thôi.
Còn những anh em đã chạy rồi thì Thanh cũng khuyên anh em là nên second time thinking, second order thinking, tư duy thêm cấp độ 2. Liệu cái phương án mình chọn á nó có phải là phương án tốt nhất hay chưa? Đó, không? Nó đều có cả hai hết. Đó, suy nghĩ lại cái pros and con. Thanh thì Thanh không muốn là về cá nhân Thanh, thật ra chia sẻ thì Thanh vẫn muốn anh em tự học tự chạy hơn, mình làm chủ được cái kỹ năng của mình để không có phụ thuộc vào bất kỳ bên nào hết. Thị trường quá biến động, mình nên tự học và làm chủ nó, hoặc nếu mình thuê người khác thì mình cũng phải học. Thanh có một chị khách hàng đang chạy dịch vụ bên Thanh, nhưng mà chị cũng đăng ký khóa một kèm một, vẫn chạy dịch vụ nhưng mà vẫn đăng ký học chơi cho vui cho biết vậy thôi đó, để kiểm soát bên Thanh chặt hơn, không ghê không? Nó cũng vui mà đó, Thanh ok với việc đó tại vì cơ bản là chịu học và muốn 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 tự quản lý đó được hả. Mà về cơ bản thì á, Thanh nếu mà Thanh khuyên như vậy thì nó cũng không đúng, tại vì cái đó là góc nhìn của Thanh thôi. Góc nhìn của Thanh thì Thanh Thanh thấy mọi người nên 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 tự học tự trau dồi, nhưng mà góc nhìn của anh em nhiều khi nó khác đó, và Thanh hoàn toàn Thanh đồng ý với điều đó. Anh em chọn cái nào cũng được, vấn đề là mình chọn mình phải tin vào nó và mình phải làm nó tới cùng. Và cái cách Thanh chốt lại cái cách ngày hôm nay đó là dựa trên cái gì các bạn? Mình phải dựa vào cái năng lực lõi của mình, lõi không có ô nha, viết lộn, dựa vào cái năng lực lõi của mình, năng lực cốt lõi, và cái năng lực cốt lõi mà mình muốn phát triển trong tương lai 3 tháng và 1 năm. Năng lực lõi hiện tại tới năng lực lõi sau 3 tháng và sau 1 năm đó, và đồng thời là dựa vào những cái thông tin Thanh cung cấp về pros and cons này, về second order thinking này, về cái thông tin pros and cons của cái việc thuê và chạy dịch vụ đó, tất tần tật những thông tin đó, và dựa vào cái thông tin kinh nghiệm quá khứ của anh em đó, thì anh em hãy xác định ra cái hướng đi cho mình sắp tới trong 3 tháng tới và trong 1 năm tới. Ok. Thì cái phần quà của Thanh bây giờ anh em nôn quà chưa, anh em nào nôn quà anh em bình luận ok, anh em bình luận ok ok đi. Thanh bắt đầu cho quà này, tặng quà này, hứa thì phải làm đó. Ok cái anh em ok, bình luận ok nhanh, good good, cố lên. Rồi anh Trung có hỏi là làm thêm một live về content được không? Được được anh, nếu mà nhiều người quan tâm thì em sẽ làm cái livestream đó. Bữa hứa cho mọi người cái livestream về xây dựng hình ảnh cá nhân nữa. Em xong cái đề cương đào tạo rồi đó. Rất là hay, rất là tâm huyết luôn. Đó. Rất là hay, rất là tâm huyết luôn. Thì nhưng mà từ từ đi. Cái profile để có gì mình sẽ làm cái livestream đó, còn bây giờ mình có cái livestream content, em sẽ cân nhắc content hay là profile cá nhân. Cơ bản làm profile cá nhân thì nó mất thời gian. Nhưng mà nếu bây giờ mà anh em mà biết cách làm profile bây giờ ha, 3 tháng nữa. 3 tháng nữa anh em sẽ thích mê. Ba anh em 3 tháng nữa anh em sẽ bắt đầu hưởng trái ngọt. Vì 3 tháng sau là cái thời điểm mà thị trường bán được xe nhiều nhất nhất nhất. Nó tăng dần. Tháng 4 đợt gì rồi là rất là hẻo, vì năm nào cũng vậy, coi cái bản đồ á, tháng 4 bán xe số luôn tệ, tháng 5 nó vẫn tệ, nó đỡ hơn chút nhưng nó vẫn tệ. Tháng 6 nó vẫn tệ. Nó lên từ tháng 7. Nó lên từ tháng 7, 8, 9 là một lần lên. Xong rồi tháng 11, 12, tháng 1 là cao điểm, đỉnh điểm một lần nữa. Đó, cái nhịp độ nó như vậy các bạn. Năm ngoái là năm có Covid, năm 2020, nhưng mà số nó vẫn không quá thay đổi so với thị trường. Đó. Cho nên là bây giờ anh em mà làm profile cá nhân á, giống cái cách Thanh đi một năm nay á, thì trong vòng khoảng 3 tháng là tới tới thời điểm mà tháng 8 là anh em hưởng lợi rồi. Bắt đầu hưởng trái ngọt năm ầm rồi ha. Thì để cân nhắc cái khóa học đó. Khóa học đó và cũng như cái livestream đó. Ok, quà của Thanh là gì? Quà của Thanh là đây. Thanh đề cho các bạn hai phương án, thoải mái cho bạn lựa chọn. Và thực tế thì Thanh cũng có cả hai giải pháp cho bạn luôn, cả hai món quà cho bạn luôn. Đó là Thanh có cái khóa học nhập môn quảng cáo Facebook bán xe. Đây là cái tâm huyết của Thanh. Một khóa học các bạn đã đọc ở đâu đó rồi đúng không? Đó là khóa học mà cho các bạn bước đầu nhập môn vào
cái công cụ quảng cáo Facebook này, bao gồm cả tư duy và phương pháp, cả tư duy và công cụ luôn, chỉ các bạn cái cách làm sao làm đúng mà cho nghề xe nha, để bán xe cho sale xe nha, chứ nghề khác thì nó không phù hợp. Rồi, chỉ tư duy và chỉ cách chạy luôn cho mọi người, chạy cách cơ bản. Bình thường mọi người có thể ở đây các bạn anh em đã chạy Facebook rồi, Facebook Ads bán xe rồi, nhưng mà vấn đề là anh em chạy chưa biết đúng đúng hay không. Thì bây giờ hãy học khóa của Thanh để đóng gói là kiến thức. Thanh đóng gói là kiến thức cho mọi người rồi, mọi người cứ đọc và cứ làm theo đúng những cái Thanh chỉ, làm tốt nó là chắc chắn nó sẽ ra số đó. Thì khóa này có học phí là 499 ngàn, gồm 20 bài giảng, tổng thời lượng là 1 tiếng 30 phút, 499 ngàn. Nhưng mà anh em xem tới đây thì tặng miễn phí cho anh em đó. Nếu mà anh em có bạn bè mình ai muốn học thì cứ tác họ vào, kêu họ bấm vô tua tới cuối, tua tới 1 tiếng 30 phút sau cái livestream để nhận được quà này ha. Thì anh em giờ đừng có ao ra, vào đường link này nó tự thoát ra à. Bây giờ biết như vậy thôi, xong rồi đường link này Thanh sẽ gửi lại nè, Thanh sẽ gửi lại cho anh em, nhưng mà anh em đừng có thoát ra. Đây, gửi lại cho anh em. À, miễn phí cho anh em, học phí 499k. Cách đăng ký là sao ạ? Làm sao để đăng ký khóa này mọi người? Dễ lắm. Cách đăng ký là này, nó có ghi được nhiều hơn nữa. Ok, cách đăng ký là anh em chỉ cần inbox cho Thanh thôi. Anh em là coi tới đây chỉ cần inbox cho Thanh nói là quà miễn phí livestream, quà miễn phí livestream, thì Thanh sẽ gửi cho anh em một cái mã code, để anh em vào cái khóa học này, mọi người vào cái khóa học này và nhập cái mã code đó vô sẽ được miễn phí, mã code giảm 100% học phí ha. Chỉ cần inbox cho Thanh là quà livestream là được. Ok rồi ha, nhưng mà phải có thời gian chứ, để cho mọi người phải phải nóng lòng phải hot chứ 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 mà để trọn đời nó kỳ. Từ đây tới 12 tới 23 giờ 59 phút thứ bảy ngày 15 tháng 5, từ đây tới thứ bảy ha, từ đây tới 23 giờ 59 phút thứ bảy. Deadline cho cái quà tặng này là từ đây cho tới 23 giờ 59 phút tối thứ bảy. Anh em inbox cho Thanh, inbox cho Facebook Duy Thanh MKT để được nhận một cái mã là miễn phí, với mã code là quà miễn phí livestream. Ok. Còn mà anh em mà thấy mà phê phê rồi, mà anh em mà muốn học cái khóa nâng cao thì dễ, khóa nâng cao thì là ok hơn. Khóa nâng cao thì học phí là 5 triệu tư, 5 triệu tư với khoảng 55 bài giảng, 50 bài giảng, tổng cộng 50 bài giảng dài trên 2 tiếng chia sẻ sâu về cái công cụ nâng cao của quảng cáo Facebook đó. Và với cái khóa 5 triệu tư này là chỉ hết tất tần tật những cái mà Thanh đã chạy, thì anh em mà học một cái khóa đó xong là tự chạy được luôn, tự chạy ra số và số nó ra bền luôn. Bán quảng cáo Facebook á, nó sẽ có những cái về tệp quảng cáo nè, tệp đối tượng á, và content, hình ảnh video sao, câu chữ sao ha, chatbot làm sao, thì tất cả cái đó thì trong cái khóa 5 triệu tư này Thanh chỉ hết rồi, và đang có ưu đãi học phí, thì các bạn lên website các bạn coi ưu đãi bao nhiêu nhé. Rồi ok, thì đó là khóa học miễn phí cho anh em. Còn dịch vụ Ad Auto thì cái này Thanh cũng có mở dịch vụ nữa, cho nên là thật ra anh em coi tới thời điểm này anh em muốn chạy dịch vụ hay là muốn học thì Thanh đều có phương án, tự chạy hay là thuê đều có phương án hết. Thì Thanh có một cái team dịch vụ, có một cái hình rất là đẹp, các bạn có thể vào coi nè, vô funfill.medu.vn ha, kéo xuống cuối dịch vụ quảng cáo Facebook nè, cho xe ô tô nè, bấm vào đó. Thì đây là cái chính sách dịch vụ bên Thanh, mình kéo xuống cuối đây đó, đây là hình ảnh team của Thanh ha. Thanh có một cái team Thanh đã xây được 6 7 tháng nay rồi, các bạn rất là nhiệt tình, rất tâm huyết luôn, toàn những bạn trẻ không, và đây là những bạn là nói chung là những người mà Thanh tâm huyết, thì các bạn cũng làm việc rất là nghiêm túc, cũng theo cái logic
cái tư duy, cái cách làm việc chân thành. Thì nếu mà các bạn cần dịch vụ thì các bạn cứ liên hệ với Thanh đó. Bản thân cái việc mà Thanh mở ra dịch vụ nó đã là một cái ưu đãi rồi, tại vì trên thị trường nói thật với các bạn không có ai mà vỗ ngực xưng tên nói là mình chạy sạch, mình chạy hoàn toàn nhiệt tình và trong sạch và không có bùa chú gì hết mà lấy cái thù lao phù hợp như vậy. Nhưng mà Thanh là Thanh dám mới nói cái đó, Thanh chạy sạch, Thanh không bùa hết, Thanh công khai tất cả mọi số liệu bạn cần đó. Chỉ có một việc là Thanh lấy cái mức thù lao như vậy đó, cái công đó, cái đó là đúng chính xác cái công, Thanh không lấy gì thêm, và team Thanh là hỗ trợ nhiệt tình đó. Nó đã làm cái ưu đãi rồi các bạn, chạy một người ngân sách 3 triệu một tháng mà đâu có ai chạy nhiều đâu vì nó quá cực đi. Thanh lấy 1 triệu của mấy bạn Thanh mệt hơn, tại vì 1 triệu một tháng, thù lao 1 triệu một tháng 30 ngày, một ngày chỉ có 33 ngàn thôi mà Thanh và team phải ngồi ngày nào cũng coi chiến dịch nó có hiệu quả hay không, nếu nó xuống thì mình phải xử lý sao, mình báo cho khách hàng sao. Nó cực lắm các bạn, mà một hai người ha, một hai người còn đỡ, bây giờ là 30 người thì cái workload nó cao hơn rất rất nhiều đó. Và cái vấn đề tài khoản quảng cáo nữa, bây giờ Thanh còn một số tài khoản quảng cáo có thể dùng, nó không có bị chết. Đợt vừa rồi tài khoản quảng cáo bị chết hàng loạt anh em điêu đứng luôn, nhưng mà Thanh thì Thanh có một vài tài khoản nên vẫn chạy ngon lành đó. Ok, thì đó là dịch vụ ha. Đấy, Thanh không biết là Thanh duy trì cái dịch vụ này bao lâu, tại vì bây giờ hiện tại Thanh đang thấy quá cực, mình tâm huyết rất là nhiều nhưng mà không phải anh em nào cũng trân trọng cái điều đó. Anh em cứ nghĩ bỏ 1 triệu ra là ok, là Thanh phải phục vụ các thứ, nhưng mà không. Ủa, Thanh Thanh cũng Thanh Thanh cũng Thanh cần sống, nhưng mà Thanh cũng biết cái nào là phù hợp chứ. Cho nên là hai bên cùng hỗ trợ nhau phát triển. Thanh chạy Thanh không cam kết số, nhưng mà Thanh cam kết sẽ có vấn đề Thanh sẽ xử lý, báo cáo, đề xuất phương án giải quyết rõ ràng. Đó là cái cách làm mình học. Đó là có thể coi câu hỏi thường gặp nè. Ok. Thì cái phần quà thứ hai là phần dịch vụ S ô tô. Đó. Thì bản thân cái dịch vụ nó đã là một phần quà rồi dành cho những bạn ngân sách thấp nhưng lại muốn có thể chạy, và bây giờ muốn đỡ cái gánh nặng về việc phải học marketing, phải làm marketing đó. Thì các bạn hãy chọn phương án này tạm trong thời gian mà các bạn đang học hỏi để nâng cao cái kỹ năng chốt sale theo khách của mình ha. Còn bạn nào muốn khóa học miễn phí thì inbox cho Thanh ngay ngay bây giờ luôn. Nói chung deadline là 23:59 phút thứ bảy, nhưng mà nhắn càng sớm càng tốt đó, nhắn càng sớm càng tốt. Thanh có thể trả lời hôm nay hoặc là ngày mai cũng được, các bạn thông cảm cho Thanh, nhưng mà các bạn thì nên nhắn sớm, nên chủ động ha. Ok, rồi. Thì đó là kết thúc của ngày hôm nay. Cái slide này là cái slide rất là tâm huyết nha. Đó là kết thúc của ngày hôm nay ha. Kết thúc livestream ngày hôm nay thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi livestream của Thanh. Rồi các bạn ở đây các bạn có thể bình luận cảm ơn Thanh nha, bằng cách là bình luận TKS ha. Thanks nha, TKS thanks ha. Ok. Các bạn bình luận cảm ơn Thanh nha, cảm ơn Thanh vì đã cho cái livestream này nha. Rồi, thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip kế tiếp, trong những livestream kế tiếp. Chủ đề Thanh sẽ thông báo sau trên kênh Duy Thanh Marketer. Đó. Xin chào các bạn. Mình là Thanh, founder của Học viện Fulfill và founder của Hội xe ô tô xe tải. Rồi, bye bye.